Quẩy lên. Quẩy lên các bác ơi, quẩy lên các bác ơi. Hôm nay rất là nhiều hàng mới về để phục vụ các bác nhá. Đó, nhiều bác hỏi là đợt này không biết hàng mới đâu. Hôm nay về cực kỳ nhiều hàng mới phục vụ các bác này. Gối sản phẩm gối công thế học các bác nhá. Đấy, rồi là cả loa mini này, loa dây. Đấy, em đang mở nhá. Quẩy lên các bác ạ. Hôm nay nhiều hàng mới lắm mà giá rất tốt các bác luôn. Đấy, các bác cùng đón xem video nhá. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất các em. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên nhá. Đó, các bác lưu ý là nhà em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn. Giao hàng được kiểm tra hàng toán nên là các đi cho công hàng nhá. Quẩy lên các ơi, quẩy lên. Đấy, hôm nay về một ít cái dòng sản phẩm loa dây. Các bác cứ lên mã cho sản phẩm là loa dây. Loa dây hoặc loa đeo dây. Đó, con này thì đập cực kỳ khủng luôn. Loa rất to nhá. Mà nó rất là nhỏ gọn. Đấy, chỉ bằng hai cái nắm tay này. Rất là nhỏ gọn. Các bác mang đi du lịch đi chơi các thứ là rất là ok nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Giá thì hôm nay bên em bán nhanh luôn nhá. Đấy, đợt này thì riêng shop Tuy Hiền thì giá bán siêu nhanh luôn. 90.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, giá sẽ 90.000 một chiếc. Con này thì về các bác có thể là kết nối với lại Bluetooth này. Rồi ngoài ra thì có cổng USB và thẻ nhớ. Rồi là đây là phần chân sạc này. Đấy, chân sạc của nó nhá. Đi kèm thì sẽ có là cái dây sạc đi kèm. Về các bác cắm chung với lại cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đó, cắm chung với cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đây, cắm ở đây và cắm với chung điện thoại là các bác sạc pin cho nó nhá. Hết pin lại sạc vào lại dùng. Rất là tiện, mang đi ra ngoài này, mang đi du lịch các thứ nha. Đó, có dây đeo nhá. Đấy, gọi luôn là loa dây. Đấy, loa dây cho nó dễ đi. Loa dây. Giá thì sẽ là đi 90.000 một chiếc. Đó, nháy đèn luôn này. Có thấy không? Nháy đèn luôn nhá. Đó, nháy đèn theo nhạc luôn, rất chất lượng. Ba loa luôn nhá, ba loa luôn, hai loa hai bên, một loa ở giữa. Đấy. Bát căng chiếc sâu, nghe rất thích coi nhá. Đấy. Đấy. Tập cực chắc luôn. Quẩy lên đi, quẩy lên đi anh em ơi. Đấy. Quẩy lên nào. Lên coi coi. Lên. 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 Rồi, đấy là cái mã sản phẩm loa dây các nhá. Loa dây. Giá sẽ là 90k. 90k một chiếc, em bán nhanh bác luôn nhá. 90k một chiếc loa dây. Cái con này các bác muốn bật tắt là các bác giữ lì nút nguồn này cho em nhá. Đây này, ở đây nó có cái nút nguồn này. Đấy, nút nguồn là các bác giữ lì cho em nó sẽ bật này. Giữ lì bật này. Đó, giữ lì loa sẽ bật nhá. Và các bác kết nối với Bluetooth, mã Bluetooth của nó là A005 nhá. Đấy, mã Bluetooth sẽ là A005 thì về các bác kết nối với lại mã Bluetooth là như thế. Nói chung là hàng thì rất là dễ dùng thôi. Rất là dễ. Con này nó có cả chế độ là bật tắt đèn đây luôn này. Các bác bật đèn này, tắt đèn ở đây luôn. Mọi cái thao tác này còn lên nút mà tăng giảm âm lượng các thứ ở đây. Đó, nó có cả phím mềm cứng nhưng mà hầu như thì bây giờ dùng mà các bác kết nối Bluetooth thì hầu như là các bác chỉnh ở trên điện thoại hết rồi. Đấy, còn ngoài ra thì nó vẫn có chỗ cổng cắm thẻ nhớ và USB để các bác sử dụng. Giá thì 90k, siêu tốt luôn nhá. Bán nhanh lắm luôn, 90k một chiếc loa dây. Sản phẩm tiếp theo thì là cái đồ nhà bếp này. Nhiều bác hỏi là bên nhà em có thớt không. Đó thì hôm nay bên shop về một cái lô. Đó là cái lô thớt nhựa kháng khuẩn. Một cái bộ này sẽ gồm cho các bác là 3 thớt. Và bên em gửi bác một cái giá rất là tốt, 60.000 một cái bộ 3 thớt này nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là thớt kháng khuẩn combo 3 chiếc như này. Giá sẽ là 60k. Đấy, giá chỉ có 60k thôi nhá. Hàng sẽ là hàng thớt nhựa kháng khuẩn 3 chiếc cho em luôn. Đấy, combo 3 chiếc, hàng rất đẹp, chất lượng, gửi bác nhá. Đây, đó, đây. Sẽ gồm có là một chiếc to nhất này. Một chiếc to nhất đây nhá. Đó, một chiếc to nhất này. Thì về ví dụ như là các bác chia ra 3 chiếc thì các bác chia ra một chiếc ví dụ như một chiếc mình chuyên để thái này, một chiếc chuyên gọt hoa quả này, một chiếc ví dụ như là mình để sử dụng băm tỏi ớt rồi thái những cái đồ nhẹ nhàng. Đấy thì có 3 chiếc này, có cả phần móc đeo luôn nhá. Kích thước của 3 chiếc thì đây. Kích thước của 3 chiếc thì chiếc lớn nhất sẽ là 35 x 25 này. Chiếc nhỏ nhất chiếc ở giữa, chiếc vừa vừa này là 30 x 20 và chiếc nhỏ nhất sẽ là 20.5 x 15.5 nhá. Đó, kích đơn vị đo sẽ là cm. Thớt nhựa kháng khuẩn nhá, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đó, combo bộ sản phẩm 3 thớt nhựa kháng khuẩn nha. Quá chất lượng luôn. Và giá thì cực kỳ là tốt gửi bác nhá. Giá sẽ là đi 60k thôi. Đấy, giá chỉ có 60k. Giá quá tốt luôn, các bác tranh thủ mua này. Đấy, 60k duy nhất trong video này thì bên em bán nhanh bác luôn. Đấy, để các bác dễ mua. 60k một cái bộ thớt 3 chiếc kháng khuẩn đẹp nha, xịn sò chất lượng nha. Đó là dòng thớt nhựa nhá. Đấy, thớt nhựa. Về con này thì các bác cũng có thể là chặt thái thoải mái cho em luôn. Cực kỳ chắc chắn dày dặn nhá. 60k một combo 3 chiếc thớt nhựa nhá.
Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là cái sản phẩm là bếp ga mini. Giá của nó thì em báo giá luôn, giá sẽ là 100k một chiếc nhá. Đó, dòng bếp ga này thì các bác ví dụ như là hay đi du lịch đó, rồi là các bác mang đi cắm trại, đi picnic giờ thì dùng rất là nhiều. Nó đi câu đi kiệu, nói chung là các bác cứ di chuyển ra ngoài khỏi khu vực mình sinh sống á, nhiều khi là bếp giáp không có thì mình có thể là sắm cái bếp này. Đấy, ví dụ như đi cắm trại mình có cái bếp này mình sử dụng này. Đó, nó sẽ có là phần chân kiềng nhá, để các bác để nồi lên. Ngoài ra sẽ có cái đế nha. Đó, để khi mà sử dụng nó các bác bạnh cái đế này ra để cho nó cái bếp nó chắc chắn. Đó, còn đây là phần kết nối với bình ga mini. Đấy, các bác cắm chắc thẳng trực tiếp bình ga mini cho em. Và đây thì nó sẽ có là cái phần chỉnh ấy này, chỉnh chế độ ga to nhỏ ở đây cho em nhá. Đó. Con này thì nó sẽ tự động mà đánh lửa luôn. Đấy, các bác bấm vào trong, tự động đánh lửa này. Có nhìn thấy cái. Đấy, các bác nhìn nó đánh lửa chưa? Đó, đánh lửa nhá. Rất là hay luôn. Đó, đây đánh lửa này. Đấy. Đó, có thấy không? Đánh lửa đấy. Đấy, đánh lửa đấy. Đây. Đấy, đây là phần công tắc đánh lửa này. Đó, còn đây là phần chỉnh ga to nhỏ này. Đó, còn đây là phần đế chân, rất là chắc chắn nha. Một chiếc bếp cực kỳ chắc chắn và ngon lành luôn. Mà giá thì cũng rất là hợp lý. 100k nha, 100k một chiếc bếp ga mini hàng mới nguyên hộp luôn. Cho bác đi du lịch cắm trại sử dụng cho em. Đó đây. Về các bác sử dụng là cắm bình ga đây, xong rồi để xong để nồi các bác đun thôi, rất tiện dụng nhá. Bếp ga mini đó, giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k một chiếc bếp ga mini nha. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về đó là cái sản phẩm gối công thái học nhá. Các bác lên mã xem sản phẩm là gối công thái học. Con này thì nó là dòng sản phẩm thông minh chống đau mỏi vai gáy nhá. Đấy, rồi bác nào ví dụ như là ngủ ngáy nằm quả gối này là hết ngáy luôn. Rồi là hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Đấy, cho một giấc ngủ ngon em nhá. Nói chung là các bác nằm giấc nằm quả gối này thì thôi là khỏi dậy luôn nhá. Đấy, ngủ cực kỳ ngon luôn, rất chất lượng. Dòng này thì nó là đàn hồi rất tốt luôn này. Các bác nhìn này, ấn xuống nó nảy luôn này. Đấy, đàn hồi rất tốt và gối cực kỳ to luôn. Đấy, riêng những cái gối mà nó to này các bác nằm rất là thoải mái. Đây em sẽ đo cho bác nhá. Kích thước thì con này chiều dài của nó lên đến là đi 67 phân này, 67 phân. Phần bản rộng của nó sẽ là đi 36 phân nhá, cực kỳ là to tát luôn, 67 x 36 nhá, gối quá to luôn. Đấy, gối quá to luôn. Đây, một con sản phẩm gối công thái học chống đau mỏi vai gáy nhá, ngủ ngon. Đấy, đây các bác nhìn này, nó là dạng nệm bông cực kỳ êm ái luôn. Nói chung là các bác cứ nhận hàng các bác kiểm tra cho em luôn. Đó này, các bác nhìn nhá, em đang cuộn vào này, cuộn vào nhá. Đây nhá, em thả đây này, đó, thả nó lại về bình thường, không như những cái dòng gối truyền thống ấy là các bác cuộn vào nó xẹp vào luôn. Nhưng con này là các bác cứ nằm thoải mái, mà cái đây cái phần này này nó sẽ lõm xuống này, hỗ trợ cái phần cổ vai gáy khi bác sử dụng là ngủ rất là ngon mà nó không bị đau cổ vai gáy nhá. Đó, rất là ok luôn. Giá thì cũng rất là hợp lý, 150k một chiếc gối công thái học nha. Đấy, các bác lên mã sản phẩm là gối công thái học, giá của nó sẽ là 150k một chiếc gối cứ to luôn. Thậm chí là dòng này các bác có thể nằm hai người thoải mái, nhưng mà theo nhà sản xuất khuyên dùng thì nên sử dụng mỗi người một cái nhá thì là hợp lý nhất. Giá 150k một chiếc nhá. Đây em sẽ mở bác xem thực tế một cái video này. Bình thường mình nằm khá cao và hay đau cổ nên là chả bao giờ mình nằm gối cả. Nhưng cái gối công thái học này thiết kế hỗ trợ cổ, nằm nghiêng hay thẳng đều không lo đau cổ. Độ đàn hồi thì phải nói là kinh khủng luôn. Mình thề là cái gối này to đùng nhưng mà gấp gọn vào được á. Nhưng mà lúc nó duỗi ra thì rất là cứng, đập như là tường luôn. Thế mà lúc nằm lại mềm. Nếu muốn hỗ trợ luôn hơn nữa thì hãy đặt một chiếc gối nhỏ khi nằm thẳng và cái gối ở giữa đùi khi nằm nghiêng. Như thế thì ngủ rất ngon và thoải mái. Đấy, đây là thực tế về sản phẩm gối công thái học bên em đang phân phối nhá. Giá 150k một chiếc, chống đau cổ vai gáy, ngủ ngon hơn nhá. Đấy, cho một giấc ngủ sâu hơn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì đợt này đang vào mùa muỗi nhá. Miền Bắc, miền Nam cũng thế, đang vào mùa muỗi, rất là nhiều muỗi luôn. Đó thì bên shop này về một cái sản phẩm, đó là cái dòng máy đổi muỗi, hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái Lan. Giá của nó thì sẽ đi 80.000 một cái bộ sản phẩm như này. Đấy, 80k một bộ sản phẩm. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một sản phẩm là một cái máy này, đi kèm thì sẽ có luôn cho bác là hai cái lọ tinh dầu. Đấy, riêng shop tinh hiệp này thì một cái ưu đãi rất là tốt là sẽ có hai luôn, một sản phẩm này sẽ có luôn là hai lọ tinh dầu, là về các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua thêm nữa. Đó, còn ngoài ra nếu các bác muốn mua thêm thì cửa hàng cửa hiệu nó cũng bán rất là nhiều. Và giá thì bên em cam kết là gì, rẻ hơn cửa hàng rất nhiều luôn. Giá chỉ có 80.000 một cái bộ sản phẩm này thôi. Đó đây. Đây, sản phẩm đây là sản phẩm tinh dầu này, đó, hàng của Thái Lan nhá. Đó, và về dùng nó xoáy cái nắp này ra, sau đó là các bác cắm cái nắp này vào đây, các bác xoáy vào cho em, xoáy vào đây. Đấy, nó có gen xoáy mà các bác xoáy vào nhá, xoáy chặt vào, sau đó là các bác lôi dây điện ra, kéo ra. Con này nó có dây điện, nó sẽ có thể là thu vào kéo ra được nhá. Đây, thu vào kéo ra này,
Đấy, các bác cắm vào. Sau khi bác cắm vào thì nó sẽ có là phần đèn báo đây nhá, và phần công tắc bật tắt. Nghĩa là tối là các bác bật lên, tối bắt đầu có muỗi bác bật lên, ban ngày bác tắt đi, hoặc là thậm chí bác có thể để căng lại được, như nào được. Ngoài ra thì dây có thể là thu vào này. Đấy, dây có thể thu vào. Nói chung là dòng này thì các bác cứ chủ động trước khi mà mình chuẩn bị mà bắt đầu giờ nó chập chập tối ấy, là bắt đầu là các bác cứ bật lên cho em. Đấy, bật lên cho em là nói chung là muỗi sợ chạy hết luôn. Đó, rất là an toàn đối với người già và trẻ em nhá. Hàng của Thái Lan nên rất là chất lượng luôn. Tặng kèm thì sẽ có luôn cho bác là hai lọ tinh dầu và một cái thân đèn muỗi chính như này. Các bác lên mã sản phẩm là máy đuổi muỗi Thái Lan, giá sẽ là full combo 80.000 một cái bộ sản phẩm nhá. Đấy, 80.000 một bộ sản phẩm máy đuổi muỗi Thái Lan, giá rất tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về, đó là cái bộ xẻng làm vườn nhá. Bộ xẻng, bộ dụng cụ làm vườn, báo giá nhanh bác luôn. Giá sẽ là 20.000 một bộ, giá rẻ nhất trong cái trong những cái sản phẩm trong video hôm nay. Bộ sản phẩm này thì sẽ có đầy đủ là 3 món. Một cái cào này, có một cái cào, một cái xẻng nhỏ và một cái xẻng to. Đấy, rất là phù hợp cho bác, ví dụ như là dòng cây, dòng cối này, làm vườn tược này. Các bác dòng hoa, chậu cảnh, các thứ rồi. Nói chung là cho các bác làm vườn. Đấy, dòng hoa, dòng nhiếc rất ok. Đó, bộ sản phẩm rất đẹp, xịn sò như này. Phần này là phần thép nhá, còn phần thân là phần thân cán gỗ luôn. Cực kỳ xịn sò, giá rất tốt luôn nhá. 20.000 một bộ, chỉ có duy nhất trên shop Tinh Nghiệp. Đấy, với có những cái sản phẩm mà giá của nó tốt mà còn độc đáo như thế này. Đấy, chỉ có 20k. Các bác bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ thôi, sở hữu cho bác một những cái món đồ rất là hữu ích nhá. 20k một cái bộ xẻng làm vườn nhá. Các bác nhanh tạt hàng này. Số lượng có hạn, số lượng anh em chắc chỉ còn tầm 100 bộ thôi, không có nhiều. Đấy, các bác nhanh tạt hàng nhá. 100 bộ thì chắc là chỉ có trong một video thôi thì hết bay luôn đấy. Đấy, có những cái sản phẩm như em chưa đến hết một cái video mà đã hết rồi ấy. Bán nếu mà vì giá của nó rất là tốt rồi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý, giá để thoải mái bác mua luôn. Đấy, rất là dễ mua. 20k một cái bộ xẻng làm vườn, 3 món nhà nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là bộ xẻng làm vườn 20k một bộ các nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về được một cái lô, đó là cái vòi nối. Các bác lên mã cho em sản phẩm là vòi nối đi. Đấy, vòi nối em cũng báo giá nhanh luôn. Giá một cái con vòi nối này giá sẽ là 40k. Đấy, vòi nối giá sẽ là 40k một chiếc vòi nối nhá. Đấy, 40k một chiếc vòi nối nha. Đây, bộ sản phẩm rất là ngon luôn. Đó, con này thì quá chất lượng rồi. Nhà bác nào mà đang sử dụng cái vòi nước ấy mà các bác muốn đổi sang cái chế độ khác, đấy thì về các bác tham khảo con này cho em. Đó, con này thì nó sẽ có thay đổi chế độ, là chế độ phun vòng ngoài là phun tia nhỏ này, còn chế độ phun vòng trong là phun bình thường. Đó. Ngoài ra thì con này có thể là lắt léo này, di chuyển các bác bẻ ngang bẻ dọc xuôi dẻo này, rồi ví dụ như là cái ống nước nhà mình các bác sợ là nó không vừa, nhưng mà các bác yên tâm là cái vòng này của nó là cái vòng cao su non, nên khi mà ví dụ như là những cái lỗ nhỏ như này này, đấy là các bác vẫn có thể là cho vào thoải mái nha. Đấy, các bác cho vào cho em rất ok nhá. Đây, hoặc như cái ống như này các bác cho vào này. Đấy, các bác lựa lựa vào là nó vào ngay thôi, nó rất là dễ vào nhá. Cái con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20cm nhé các bác nhá. Đấy, chiều qua thì khoảng tầm 20cm. Chỉnh các chế độ cho em luôn. Đây, giờ em sẽ test thực tế con sản phẩm này. Báo giá trước các nhá. Giá sẽ là 40k. Các bác lên mã sản phẩm là vòi nối. Đấy, vòi nối nước các chế độ, giá sẽ là 40k một chiếc vòi nối nhá. Đây, em sẽ quay test cho bác xem này. Sản phẩm này thì nhà em cũng đang dùng thực tế nhá. Đây, ví dụ như nhà các bác mà có một cái vòi không như này mà nó không có những cái đầu vòi để nó các bác chuyển chế độ ấy, để khi mà các bác rửa ráy nó dễ, thì các bác mua cái này về lắp vào. Đó, các bác nhìn cái lõi của này rất to, nhưng mà cái phần này nó là cái phần cao su co giãn, khi bác lắp đặt vào nó rất là dễ vào luôn. Đấy, vào thoải mái, các bác lựa vào cái xoáy cái nó vào luôn, và nó ôm rất chặt luôn, lắc thoải mái, giật thoải mái cho em, giật gãy vòi như cái này vẫn còn dính ở đây luôn. Đó, đây em sẽ mở nước test cho bác xem các chế độ nhá. Đây, mở nước này, nước ra rất khỏe luôn này. Đó, các bác có thể lắp léo này, chỉnh qua chỉnh lại này, giờ là các bác chỉnh chế độ này. Đấy, chỉnh chế độ vòi phun tia một nhá, chỉnh chế độ vòi tia nhiều tia nhá. Đó, nước ra rất là mạnh luôn nhá. Đó, các bác rửa bát rửa đĩa cho em rất ok. Rồi là các bác xoay này, rửa bồn rửa riếc này. Đó, rất ok luôn. Giá chỉ có 40k thôi. Giá chỉ 40k một chiếc vòi này, giá quá hợp lý luôn. Đấy, 40k, chỉnh các chế độ cho em nhá. Đấy, chỉnh cái chỗ các bác xoay đây cho. Chỉnh chế độ xoay đây, còn vào nước thì các bác mở van bình thường thôi. Đấy, nó đa di năng, dễ dùng, dễ sử dụng nhá, dễ dàng lắp đặt. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái đệm ghế silicone. Đấy, hàng nó vừa về xong mà em cứ tưởng là cái này nó là cái nó gọi là cái sách bò. Nó cứ tại nó lỗ lỗ này, nhưng mà không phải, cái này là cái đệm ghế nhá, cái đệm ghế. Thì đây là em đang bỏ ra rồi, còn đi kèm là nó sẽ có là một cái bọc như này này. Đấy, một cái bọc vải này. Đó, một cái bọc vải nó còn trần cả lớp cao su non này, các bác ngồi không bị trơn trượt này. Đấy, nó sẽ đi kèm một cái bọc vải này. Còn đây là ruột bên trong của nó nhá, nó là dạng silicone.
Đấy, silicone mà nó có rất là nhiều những cái lỗ nha. Để khi mà các bác để lên ghế các bác ngồi này, nó sẽ tạo cái độ đàn hồi, độ thoáng này, và các bác ngồi ghế nó êm. Đấy, cảm giác là nó êm mông nhá. Ngồi rất thích luôn. Đó. Nó là vừa với những cái dòng ghế nhựa hoặc là ghế, nói chung là nó là cỡ phổ thông, vừa ghế nhựa, ghế dựa, nói chung là đa năng. Giá của nó thì sẽ là 90k, các bác lên mã cho em sản phẩm là đệm ghế silicone. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, đây, em sẽ test thực tế bác xem một chiếc này. Đây, nếu mà một chiếc bình thường này thì các bác có thể là bỏ ra đấy, các bác để như này, này. Thì vào ví dụ những cái ghế nhựa như này, cái ghế nhựa nhà là ghế độ ngựa Đại Đồng Tiến này, các bác để vào. Thì khi bác ngồi này, nó sẽ ấn xuống này, đấy nó êm. Ngồi rất là thích luôn nhá. Đó, ngồi rất là êm đít luôn. Đấy, êm mông thì đúng các bác, êm mông nhá. Đó, rồi là nếu mà không thì các bác có thể là cho cái vải vào. Cho cái vải này vào. Tùy cái này về thì tùy. Hoặc là mình cái vải này mình cứ để đấy lâu ngày, ví dụ như là mình lôi ra mình giặt rũ. Đó đây. Đó thì đây là cái vải lớp vải nhá. Còn ruột của nó đây. Đấy, ruột của nó đây. Tùy nhu cầu các bác về sử dụng nhạo được. Còn bên em thì vẫn có tặng kèm cái vải này không nhá. Đó. Giá sẽ là 90k một cái chiếc đệm ghế silicone nha. Đấy, rất là nhiều lỗ luôn. Nó tạo cái độ đàn hồi luôn nhá. Đây là cái nệm 3D thoáng khí. Chất liệu của nó được làm từ silicone với thiết kế hai lớp dàn tổ ong. Mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông. Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiệt quất ba trái luôn. Cũng sợ nó bể lắm. Nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này là một cái nệm 3D thoáng khí thôi. Đấy, đây là thực tế về sản phẩm cái đệm ghế silicone nhá. Các bác lên mã sản phẩm đệm ghế silicone. Đó. Dùng rất là thích nhau nhá. Đấy, về các bác ngồi ví dụ như các bác thay thế có thể là để trên ghế ô tô, ghế nhà mình ngồi hay ngồi ăn cơm nước thứ gì đó. Ngồi làm việc. Đó, ngồi thoáng khu vực phần đệm ghế nhà mình ngồi rất là thích luôn. Giá sẽ là 90k một chiếc đệm ghế silicone đúng không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô đó là cái máy xay Osaka, mình có dao cái. Máy xay Osaka nhá, con này thì quá chất lượng rồi. Xay thì xay cá, xay rau củ quả rất đa năng luôn. Sử dụng điện 220 các bác nhá. Công suất của nó thì sẽ là 350W, sử dụng điện 220. Đó, hàng của Osaka Japan. Đây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Em sẽ bóc hộp cho bác xem luôn. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một khay xay, đi kèm này một lưỡi dao đi kèm. Đó, đây một lưỡi dao này. Đó, lưỡi dao 4 dao luôn. Đó, lưỡi 4 dao. Hàng cực kỳ chắc chắn chất lượng nhá. Đó, đây là phần khối xay này. Đây là phần nắp đậy này. Đó. Tiếp theo thì là một cái phần buồng máy này. Đấy, in chữ Osaka Japan các bác nhá. Osaka Japan. Con này dùng rất là dễ thôi. Công suất của nó thì 350W và sử dụng điện 220. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, máy chạy rất khỏe nhá. Đây, dùng thì rất là dễ, các bác cho đồ ăn vào thôi và các bác bấm nút ở trên này. Đấy, bấm nút trên này là máy sẽ chạy khởi động nhá. Máy chạy cực kỳ êm mà là dòng 4 lưỡi nên là chạy rất khỏe. Mà nó lại là dòng lưỡi chéo nhá. Đây đây, các bác nhìn này. Lưỡi của nó là sẽ là dòng lưỡi chéo nên khi mà các bác xay thì đồ của nó rất là đều. Đồ nó rất là đều, khi mà xay thì lên xay lên nó sẽ cuộn xuống, xay lên xong rồi cuộn xuống, xay lên cuộn xuống nhá. Đấy, xay đồ rất là đều luôn. Con này thì bữa trước em đã xay đá các bác xem rồi. Xay cực kỳ mịn, tí nữa sẽ ghép một cái video thực tế vào. Báo giá nhanh các bác luôn. Các bác lên mã sản phẩm là máy xay Osaka. Giá thì sẽ là đi 150k một chiếc nhá. Giá siêu tốt luôn. Xay máy xay Osaka này, Osaka 150k một chiếc máy xay Osaka các bác nhá. Các bác lưu ý là nhà shop bên em mà đơn trên 200k các bác sẽ được miễn phí ship các bác nhá. Máy xay Osaka 150k một chiếc máy xay Osaka nhà, hàng mới nguyên hộp luôn. Đây các bác nhá, em test cho bác xem thực tế con máy xay Osaka nhá. Hàng rất chất lượng luôn, hàng Osaka Japan. Đó. Con này nói qua phần công suất này. Công suất của nó thì sẽ là đi 350W nhá và sử dụng cho em là điện 220V. Đó. Hàng quá chất luôn. Nay hàng tiếp tục về phục vụ các bác này. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng 4 lưỡi. Đấy, hàng 4 lưỡi này các bác dùng yên tâm. Xay cực kỳ ngọt ngào luôn. Xay rất ngọt ngào nhá. Đây, phần lốc máy này. Đó, nút bấm này nhá. Đây bây giờ sẽ cắm cho và xay test thử bác xem thực tế về con sản phẩm với con máy xay Osaka này. Xem nó sức mạnh của nó nha. Đấy.
cấp nguồn này các bác bấm lên cho em thế xong. Đấy, đây em sẽ test các bác xem thực tế nhá. Ở đây thì em có một ít đá này. Đấy, lấy luôn cái đá này test các bác xem luôn. Xay thịt thì nó ấy đâu, xay đá luôn nhá, xay đá rắn cưng luôn này. Đây. Em cho hết vào luôn. Cho hết vào luôn xem nó có xay không ấy nhá. Cho hết một cái đá này vào luôn này. Đấy, cho hết vào luôn. Đây, xay thực tế bác xem. Đó thì các bác cho đồ ăn các thứ vào đây, đậy nắp này mà. Để cái máy vào xoay sao nó khớp vào trục. Lắc lắc các bác cứ lắc lắc dày dày nó khớp vào trục luôn mà. Rất là dễ thôi. Đấy và bây giờ bấm này, các bác bấm này. Con này là các bác xay là các bác nên nhấp nhả các bác nhá, nên nhấp nhả cho em. Đấy, các bác đừng giữ lì nó nhanh hỏng máy lắm. Đấy. Nhấp nhả để nó tăng cái tuổi thọ của máy nhá. Đây. Xay nát rồi đấy bạn. Nát rồi đấy. Nát rồi đấy. Quay tròn là nát rồi. Đây. Thành quả các bác nhá. Thành quả này. Đó. Ui. Dã man luôn. Các bác nhìn này. Ui. Nát bét luôn. Không còn một cái gì luôn nhá. Nát bét luôn. Đá này. Đá vào này. Nát tung luôn nhá. Đây. Đấy. Để em nâng lưỡi lên. Nó đóng bánh luôn rồi. Nó đóng bánh luôn rồi. Đây. Các bác nhìn này. Vậy. Con này ví dụ các bác có làm tí sinh tố bơ đi miếc rồi các thứ là sinh tố hoa quả các bác cho cả đá và quả hoa quả và các bác xay luôn cho em. Không cần phải xay riêng nhỉ, quả cho tất vào các bác xay luôn. Là một mẻ luôn. Đấy là các bác đã có một cái khay sinh tố hoa quả. Con này thì các bác xay đa năng cho em, xay các kiểu các loại luôn nhá. À, siêu phẩm đèn 8 cánh bên shop hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Báo giá luôn, giá sẽ là 200k. Đấy, 200k một quả nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là đèn 8 cánh. Đèn 8 cánh này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Giá của nó thì cũng sẽ là 200 thôi. Đấy, đầu hai hết luôn nhá. 200k một quả bóng đèn 8 cánh như này. Đây. Sản phẩm sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn. Con này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện nhá. Nó thì thực tế thì công suất là 200W đấy nhá, nhưng mà cực kỳ tiết kiệm điện luôn và cực kỳ sáng luôn nhá. Sản phẩm thực tế em cũng đang quay bằng cái ánh sáng là đèn 8 cánh luôn để bác xem này, để coi nhìn những cái bóng này. Đây, những cái bóng mà bóng đèn này coi nhìn thấy luôn này. Đó, em cũng đang thắp sáng đèn 8 cánh thì em quay cho bác xem nhá. Đó, đây. 8 cánh tất cả và sẽ có một cái phần chóa giữa nó cũng sáng lên luôn. Đó, đèn cực kỳ rộng luôn. Đuôi sẽ là đuôi xoáy công suất 200W này. À, dòng này của nó sẽ là dòng ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K này. Đó, cực kỳ ngon. Giá chỉ có 200K một chiếc đèn 8 cánh nhá, 200K một chiếc đèn 8 cánh. Về ví dụ như là các bác muốn độ sáng cao rồi anh em sử dụng nhà xưởng, rồi bác ví dụ như là sân to các bác về thắp cho em, hoặc là nhà to rồi thắp cho em quả này cho em sáng rực lên luôn. Đây sản phẩm này thì em cũng đang dùng thực tế đây. Đây này, đấy em cũng đang dùng thực tế nhá. Một cái dàn em toàn 8 cánh hết, đang quay, đang lấy sáng này để quay thực tế bác xem luôn này, cực kỳ sáng luôn nhá. Đó, các bác cũng nhìn sản phẩm cũng rất là rõ rồi. Đó đây, các bác nhìn này. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô ô tô đồ chơi. Đấy, về các bác mua về tặng con cháu nhà mình. Đó nhá. Đấy, mua về tặng con cháu nhà mình làm quà. Đó, bộ sản phẩm ô tô đồ chơi, một cái hộp ô tô nha. Giá của nó thì sẽ là đi 130k. Các bác lên mã sản phẩm là cái hộp ô tô đồ chơi. Đấy, ô tô đồ chơi này. Đấy. Hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp luôn. Rất là nhiều ô tô nhá. Về cho cháu nhà mình chơi. Đây nhìn này, một hộp ô tô đây luôn. Đó, đây em sẽ đổi bác xem nhá. Đó, về thì thoải mái quá, cháu chơi nhìn thấy là. Nói chung là các bác mua về tặng cháu nhà mình thì nhìn thấy là thích luôn rồi. Đấy. Về tránh xa điện thoại tivi ra. Đấy, con cháu nhà mình chơi chung với nhau nhá. Thoải mái các cháu nhà mình chơi luôn. Một hộp khoảng tầm 30 chiếc nhá. Con này thì dòng này nó sẽ có cả cốt luôn. Đấy, có cả cốt luôn nhá. Đây. Có cả cốt luôn này, em sẽ test cho bác xem mấy chiếc này. Đấy, đây các bác dùng thì về bảo các cháu là các cháu kéo lùi lại nhá. Đấy, cho cái đầu ô tô kéo lùi lại cái này. Đấy, ô tô chạy này. Đấy, thấy không? Ô tô chạy nhá. Đấy. Đây, test cho bác xem mấy con. Hai phết. Nhiều bác bình luận bảo là chủ còn thích chơi ô tô hơn cái chủ shop thích chơi ô tô hơn cả các cháu. Đây. Đấy, thấy không? Lao mầm nhá. Đây các cháu thì mình ấy đua xe này. Đấy. Lao tí đâu.
Đây. Đấy. Tuyệt vời luôn nhá. Đó, rồi. Đây là cái sản phẩm ô tô đồ chơi. Một hộp sẽ là 130k một hộp nhá. 130k một hộp, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn này. 130k một hộp đầy ô tô rồi. Nó có rất là nhiều mẫu khác nhau luôn. Và nó đều tích hợp là cái phần cốt nhá. Đấy, phần cốt luôn để nó xe nó chạy tự động nhá. Đấy, xe nó chạy tự động. 130k một hộp nhá. Sản phẩm vật mũi kim với lại đèn bắn mũi, hàng bên shop này tiếp tục về các bác nhá. Đấy, vật mũi đèn bắn mũi này, hàng tiếp tục về phục vụ các bác. Hàng con này thì tích hợp cả vật mũi cả đèn bắn mũi luôn. Bạn này đang vào mùa mũi mà. Đấy thì các bác về sắm xem, vừa có là đèn bắn mũi vừa tích hợp cả vật mũi luôn nhá. Đây, con này thì các bác có thể được gấp gọn lại được nha. Còn nếu các bác dùng các bác xoáy xem, xoáy ra. Đó thì nó sẽ thành một cái vật mũi này. Các bác vật đi vật lại này. Đó, lúc nào vật thì cũng bấm cái nút này cho em. Bấm nút này là các bác bật bật kích hoạt chế độ vật mũi này. Con này là nó có một cái chức năng rất thông minh là cái phần vật mũi nó sẽ làm chìa đây nha. Để khi ví dụ như là cái tường này, các bác ví dụ như là con mũi đang đậu đây nhá. Dùng những cái vật mũi thông thường là cái phần cán nó sẽ bị khuất đi, nó sẽ bị hở, thì các bác dùng con này. Các bác chụp vào này. Dính luôn nhá. Mũi phát vào đây là dính luôn. Nó vào đây là dính luôn. Còn đây là phần công tắc, em sẽ hướng dẫn bác xem. Về bóc cho em cái phần băng keo an toàn này ra, đẩy cho em. Nấc 1 sẽ là on 1 này, sẽ là nấc đèn bắn mũi bình thường, thì các bác bật lên như này thì đèn nó sẽ báo lên này. Đấy, còn nấc 2 thì là đèn bắn mũi thành cái chế độ đèn bắn mũi này. Đấy, đèn bắn mũi thì các bác có thể là treo lên như này, thì ở đây nó có cái ánh sáng xanh thì nó sẽ dụ mũi vào, khi mà dụ mũi vào thì con mũi nó sẽ bay vào và nó sẽ rụng luôn nhá. Đây này các bác này. Đấy, ví dụ như là mũi nó bay vào cái nhá là nó dính luôn, có thấy không? Tạch 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 luôn nhá. Dòng này thì nó là dòng công suất lớn, cực kỳ khỏe luôn. Đó, công suất nó lên đến theo nhà sản xuất là thông tin thông báo thì công suất nó lên đến 3000W luôn, cực kỳ khỏe. Nói chung là mũi vào đi luôn, mà các bác sờ tay đây chẳng may sờ tay vào cũng giật tê phết đấy các bạn. Đấy, nên là các bác cẩn thận nhá. Ngoài ra thì các bác có thể bẻ lên như này, bẻ lên như này cho em. Sau đó là các bác bật cái chế độ đèn bắn mũi lên. Đó là các bác để đứng như này. Đó, đây các bác phải để chỗ nào nó cứng cứng tí đây, ví dụ như này. Các bác để đây thì nó sẽ kích hoạt chế độ đèn mũi này. Đó thì để ví dụ như là để cái chế độ góc nhà, những cái chỗ nào nhiều mũi các bác để vào, mũi bâu vào cái là đi luôn này. Đấy, bâu vào cái này. Đấy, đi luôn. Đánh rất khỏe nhá. Đánh rất khỏe luôn. Đấy, coi như này. Đánh như dùi cui luôn nhá. Đó. Nhớ là phải cẩn thận với em nhá, không là các bác sờ vào cũng tê hết đấy. Rồi ngoài ra thì đi kèm cái sản phẩm này thì sẽ có kèm luôn là cái dây sạc. Đây là phần chân sạc này, về các bác cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình. Cổng sạc đây, đấy cổng sạc đây các bác nhá. Đó, cổng sạc đây. Về các bác cắm chung với củ sạc điện thoại là các bác sạc nó thôi. Đó, con này thì pin tối đa sử dụng lên đến khoảng tầm là 5 đến 6 tiếng cho em thoải mái dùng. Nói chung là các bác sử dụng trong một ngày thoải mái, các bác cứ một ngày các bác sạc một lần cho em thì thoải mái luôn. Giá thì siêu tốt nhá. Các bác lên mã sản phẩm là vật mũi kim đèn bắn mũi hoặc là vật mũi gấp cũng được. Vật mũi gấp đi cho nó dễ. Vật mũi gấp này. Vật mũi gấp. Giá sẽ là 120k. Đấy, giá chỉ 120k thôi, giá rất tốt luôn. 120k đợt này đang lắm mũi rồi. Các bác về sắm cho em một con như này, rất tốt, rất ok luôn. Cực kỳ khỏe nhá. Đấy. Rất khỏe luôn này. Có thấy không? Dí phát nào quánh phát đấy luôn nhá. Quánh tạch tạch điện nó khỏe lắm ạ. Đấy, dòng này nói chung là dòng đời mới mà. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều những sản phẩm nữa thì em đi quay nhanh bác xem luôn nhé, quay nhanh luôn này. Sản phẩm bình trà, bình pha trà nhé, bình giữ nhiệt, bình inox 2 lớp sẽ có phần lọc trà như này. Giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, 130.000 một chiếc nhé. Dung tích sẽ là 1 lít, về chuyên bác pha trà có cả phần lọc trà luôn. Đấy, báo giá nhanh luôn, các bác lên mã sản phẩm là bình pha trà. Đấy, bình pha trà này. Giá sẽ là 130k một bình nhá, 130k một bình. Có cả phần tay cầm quai sách luôn. Inox 304 nha. Cho các bác nhá. Đấy, cực kỳ chắc chắn xịn sò. Rồi, sang luôn cái mã sản phẩm tiếp theo thì là cái chảo Nhật. Con này đường kính của nó sẽ là 28cm. Con này sử dụng bếp từ cho em ok luôn nhá. Báo giá nhanh luôn các bác lên mã sản phẩm là chảo Nhật này. Chảo Nhật. Giá sẽ là 150k một chiếc nhá. Đấy, 150k một chiếc chảo Nhật này. Đấy, dùng đường kính 28cm nhá. Đấy, báo giá nhanh thôi. Các bác có thể là xem kỹ hơn thì có thể vào kênh nhá, cũng có rất nhiều video em quay kỹ rồi. Đó, bộ sản phẩm bộ bình ba cốc này, bộ bình ba cốc sẽ gồm có là 3 chiếc cốc và 1 chiếc bình. Đấy, phục vụ bác hay đi chơi, hay đi picnic, đi câu cá thứ gì. Đấy, con này dung tích cái bình này sẽ là 500ml nhá, 500ml. Đó, hàng các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đó, một cái bình
500ml giữ nóng giữ lạnh ok luôn này. Ngoài ra thì đi kèm thì sẽ có là ba cái cốc như này, ba cái cốc này nhá. Đấy, để các bác ngồi thưởng trà, uống cà phê, đi câu, đi kẹo, đi du lịch, đi chơi, mang đi mang lại, ở thậm chí các bác sử dụng nhà cho em rất ok. Bộ sản phẩm bộ bình ba cốc này thì giá cũng rất là hạt rẻ thôi. Giá chỉ có 100k thôi nhá. Các bác lên mã sản phẩm là bộ bình ba cốc. Bộ bình ba cốc này. Giá sẽ là 100k bộ nhá. 100k bộ bình ba cốc này, giá rất hạt rẻ nhá. À, sản phẩm xịt kiến này, xịt kiến rồi là xịt kiến, xịt dán, xịt muỗi nhá. Đấy, hàng của Nhật. Con này một chai dung tích của nó sẽ là 250ml. Đấy, chuyên cho bác xịt kiến, dán, muỗi cho em, xịt đa năng những cái dạng côn trùng nhỏ nhỏ như muỗi, kiến, dán ok này. Đó. Về các bác cứ xịt cho em liên tục khoảng tầm 5 đến 7 ngày. Đấy. Thì sẽ đuổi được những cái bọn muỗi, muỗi, kiến, dán các thứ đi nhau nhá. Một chai này thì bên em gửi bác mối giá rất là tốt. Các bác lên mã cho em sản phẩm là xịt kiến. Đấy, xịt kiến này. Xịt kiến. Giá sẽ là 40k một lọ nhá. 40k một lọ, đi kèm thì sẽ có cái phần đầu xịt nha. Đấy, bên em sẽ gửi kèm bên ngoài thì về các bác lắp đặt vào. Vì cái hàng này của nó sẽ vẫn sẽ là hàng nguyên siêu, nguyên vỏ luôn thì bên em không xoáy nữa, thì để thuận tiện cho việc vận chuyển thì bên em sẽ gửi kèm này về các bác tự lắp đặt vào nhá. Đó, gửi kèm cả bộ như này. Còn giá thì sẽ là 40k, các bác lên mã cho em là lọ xịt kiến 40k hàng Nhật nhá. Đó, xịt muỗi này, xịt kiến này, rồi là dán dùng các kiểu những cái dạng côn trùng nhỏ các bác xịt cho. Rất ok nhá. À, sản phẩm tinh dầu chanh xả, giá của nó thì sẽ là 20k nhá. Các bác lên mã sản phẩm là chanh xả này, tinh dầu chanh xả, giá sẽ là 20k. Một cái chai này của nó sẽ là 100ml, chuyên cho bác ví dụ như là đuổi côn trùng, khử mùi hiệu quả này, tránh ở mốc này, mùi thơm dễ chịu này, thông thoáng nhà cửa này. 100ml nhá. Giá sẽ là 20k một lọ chanh xả. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là cái dòng sản phẩm máy massage nhá. Hôm qua quay video có một con máy massage to thanh lý mà nhiều bác hỏi quá, không nó không có hàng, vì hàng đấy là em chỉ có một con thanh lý thôi. Giờ hiện tại thì nó chỉ có cái mẫu nhỏ thôi các bạn. Mẫu nhỏ này thì giá của nó cũng rất là tốt mà máy cũng rất là chất cô nhá. Đấy, máy rất chất này. Đó, còn sản phẩm máy massage, máy thư giãn. Đó, đây. Tổng quan là con thân máy nhá. Pin cực kỳ trâu bò luôn. Đấy, pin rất trâu bò nhá. Đi kèm thì sẽ có là các đầu massage. Đây ví dụ một cái đầu tròn này. Đấy, đầu tròn các bác massage phần cơ bắp các thứ này. Đấy, đầu hai cạnh này các bác massage phần cổ, vai, gáy này. Rồi là phần đây, cái đầu dẹt này. Đấy, các bác massage lòng bàn tay, lòng bàn chân các kiểu cho em. Rồi là một cái đầu nhọn này này. Đấy, đa chức năng luôn nhá, đầy đủ các đầu massage. Đấy, đây. Hàng thì hàng 100% hàng lõi đồng nhá. Đây các bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng chuẩn lõi đồng với hàng chuẩn lõi 1 luôn nhá. Đấy, hàng chuẩn lõi đồng. Và lắp đặt rất dễ, có ấn vào cho em. Ấn vào và bật máy thôi, giữ lì. Đấy, giữ lì máy cho em nhá, giữ lì. Đấy, nó sẽ có là 2 4 6 cấp độ. 6 cấp độ. Đấy thì các bác cứ ấn lên cho em để tăng cấp độ. Còn nếu mà các bác muốn bật tắt thì giữ lì cho em. Đấy, bật tắt giữ lì cho em. Đó. Con này cái cơ chế hoạt động của nó thì khi mà các bác càng đè thì nó rung càng mạnh nhá. Đây. Nó càng đè rung càng mạnh. Đấy, đây. Em để bình thường như này nhá. Đây em đèo này. Vậy, có thấy không? Nó đè. Dã man không? Nó rung à. Đây nhá, em để bình thường này. Đấy, để bình thường nó dễ nhảy, còn khi mà đè này. Vậy. Rung cực kỳ khỏe luôn. Con này nhỏ nhưng mà nó có võ nhá. Nhỏ nhưng có võ. Bác nào em bán là nhiều bác cũng thích cái con nhỏ này lắm vì cầm nó là vừa tay. Đấy, cầm nó vừa tay nhá. Đây em sẽ test thử xem này. Đây em để bình thường nhá. Để bình thường nó rung vừa này. Đấy, để bình thường nó rung vừa này. Bây giờ em ấn mạnh này. Đấy, thấy không? Cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, con này ví dụ như bác nào mà đau người đau ngậm trong sau những ngày làm việc về là các bác cứ dần nhá. Đấy, dần vào cơ tay, cơ chân các thứ này. Đấy, đây. Dần vào bắp tay, bắp chân này. Đấy, này, các bác nhìn nó rung luôn. Đấy. Xuống cực thích cực luôn nhá. Đây này, các bác nhìn này. Đấy, nó đấm này. Đấy, nó đấm này. Thích dã man luôn. Đó. Chân tay nói chung là hết tê luôn nhá, hết tê luôn. Đấy, các bác nhìn này. Cơ kiếc lắc hết lên luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, và đợt này bên em về một cái giá siêu tốt của bác luôn. Đó, đi kèm thì sẽ có là cả một cái dây sạc nữa. Đấy, đây là cái phần dây sạc này. Về các bác cắm chung với củ sạc thoại nhá. Đây là cái phần cổng sạc này, cắm chung với củ sạc thoại nha. Là các bác sạc cho nó. Đó, đây, tổng quan con máy massage nhá. Hàng rất đẹp, các bác lưu ý là nhận hàng các bác kiểm tra cho em. Hàng này là hàng lõi đồng với hàng chuẩn này. Đấy, hàng lõi đồng nhá. Với là hàng chuẩn loại 1. Đấy. Giá thì em bán nhanh bác luôn. Con này các bác lên mã sản phẩm là máy massage. Đấy, máy massage. Máy massage. Loại này loại nhỏ nhá, loại nhỏ. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 270k. Hôm nay thì bên em cũng bán nhanh xả kho luôn, 220k giảm cho bác 50k luôn. 220k bên em bao ship tận nhà nhá. 220.000 một con máy massage như này, bên em bao ship đến tận nhà.
các bác ngay đặt hàng duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, giá cực kỳ tốt người bác luôn nhá. Đây cô cùng xem này. Mình rất hay bị đau mỏi vai gáy nên ngày hôm nay quyết định tặng mẹ một em máy massage này. Điểm mà mình cực kỳ thích em máy massage này là em ấy có 4 đầu massage chuyên dụng, sẽ phù hợp với rất nhiều các nhóm cơ và có 6 chế độ massage tùy theo nhu cầu của mỗi người. Tần số dung của em này sẽ là 1.800 đến 3.200 vòng một phút. Cái đầu tròn này thì dùng để massage các nhóm cơ lớn, ví dụ như bắp tay này, bắp chân này, phục hồi sau khi mình chơi thể thao rất là tốt luôn ý. Cái đầu chữ U này thì dùng để massage đốt sống cổ này, massage phần sống lưng này, hoặc là bác nào bị đau mỏi vai gáy, mình là dân văn phòng hoặc là mình đã có tuổi các bác dùng cái này nha. Phần đầu tròn này thì dùng để massage vùng lưng giúp cho thoải mái và dễ chịu hơn. Còn cái đầu nhọn này dùng để massage gan bàn tay, gan bàn chân giúp tuần hoàn và lưu thông máu. Mẹ mình đã dùng rất thích các bạn ạ. Đấy, đấy là thực tế của con sản phẩm máy massage quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ combo thắt lưng đồng hồ nhá. Đấy, bộ sản phẩm này sẽ gồm có là 3 sản phẩm, một ví da, một thắt lưng và một đồng hồ. Đấy, hàng có thương hiệu Perdo này. Đấy, giấy tờ vẫn nguyên luôn nhá. Đó, hàng nó là hàng thanh lý siêu thị, hàng hết đát nhá. Đấy, nếu mà giá chuẩn ở trong siêu thị của nó sẽ là 800 đô này. Đấy, nhưng hôm nay thì bên shop về một cái giá ôm lô nên là có một cái giá siêu tốt của bác luôn. Đấy, các bác cứ lên mã sản phẩm là combo ví da đồng hồ thắt lưng. Đấy, đây một con đồng hồ rất đẹp này, con này nhìn rất trẻ trung năng động luôn. Đấy, các bác nào già trẻ đeo được hết trên luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một đồng là hai ba, tổng cộng 3 mặt đồng hồ, ngoài ra có ngày giờ. Đấy, con này về thì các bác rút cho cái chốt này ra. Đấy, rút cái chốt này ra, ấn cho em, ấn nhầm vào. Đấy, bắt đầu đồng hồ chạy luôn này, cực kỳ nhạy nhá. Đấy, thì ở đây nó có cái chốt đấy thì các bác nhớ là về là các bác nhận hàng là các bác nhớ các bác rút ra cho em. Đấy, à các bác ấn vào đấy thì bắt đầu đồng hồ là nó mới chạy. Đấy, chứ không có nhiều bác bảo sẽ đến nơi đồng hồ không chạy nhá. Đó, đây tổng quan một con đồng hồ. Rồi ngoài ra thì có phần thắt lưng này. Đấy, thắt lưng mặt rất đẹp nhá. Đó, mặt quá đẹp luôn. Đấy, mặt quá đẹp luôn này, sáng bóng luôn nhá. Đó, rồi đây là dây này, dây này, dây cũng rất là mềm nhá, dây cực kỳ mềm luôn. Dạng này của nó sẽ là dạng lẫy cài. Đấy, dạng lẫy cài này, đây dây rất mềm. Rồi em giới thiệu nhanh luôn nhá. Ngoài ra thì sẽ có một con ví da đi kèm. Đấy, con ví da đi kèm, ví này các bác đựng tiền, đựng nong, thẻ, thủng, người là các kiểu em luôn, rất ok luôn nhá. Đấy, bộ này combo này em cũng đang dùng đây, thực tế em cũng đang dùng, rất chất lượng nhá. Ở đây con sản phẩm ví này, các bác nhìn này, đấy sờ mịn như da bé luôn nhá. Ví này của nó là ví nguyên miếng luôn, các bác nhìn này, đấy ví nguyên miếng luôn nhá. Đấy, không có một tí đường khâu nào luôn, đấy ví nguyên miếng luôn này. Ở đây rất nhiều ngăn thoải mái bác đựng nhá, có cả ngăn khóa rồi các thứ, ngăn phụ các bác đựng thẻ, giấy tờ chứng minh thư, giấy tờ đăng ký xe thứ ra. Đấy, bộ sản phẩm nhé, đầy đủ combo nha, với một cái giá siêu tốt của bác luôn. Đấy, một cái giá siêu tốt luôn nhé. Đây các bác đợi chút thì em bày ra nhìn cho nó uy tín này. Đấy, nhìn cho nó uy tín nhá. Đây đó, bộ sản phẩm đây sẽ gồm có là một thắt lưng một đồng hồ. Đấy, một thắt lưng một đồng hồ, đây bộ sản phẩm này nhá, một thắt lưng này, một đồng hồ này và một ví da. Đấy, hàng thì của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng. Đấy, mua về làm quà biếu tặng rồi mua về sử dụng ok luôn. Đấy, hàng giấy tờ đầy đủ đi kèm. Đấy, mã cốt mã vạch check đầy đủ cho em luôn. Hàng này của thương hiệu Perdo, các bác cứ lên check cho em hàng Perdo thoải mái cho em luôn. Đấy, thì các bác sẽ ra những cái sản phẩm bên hàng này người ta phân phối này, các bác lên mã xem sản phẩm là combo thắt lưng ví da đồng hồ. Đấy, combo ví da thắt lưng đồng hồ. Báo giá nhanh luôn nhá, báo giá nhanh luôn. Bữa trước như đang bán 350k, hôm nay bên em bán nhanh xả kho luôn. 300k. Bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, 300k bao ship tận nhà nhá. Combo ví da thơ đồng hồ bán nhanh các bác luôn. 300.000 một combo nha. Bao ship tận nhà. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, đầy đủ hộp tiếc ngon lành như này. Đấy, về các bác mở ra này, nhìn phê luôn nhá. Đấy, quá uy tín luôn. 300k các bác sở hữu cho các bác là 3 món đồ lại còn bao ship đến tận nhà luôn các bác nhá. Giá quá tốt, ưu đãi luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm đó là cái con kéo tỉa này. Đấy, kéo tỉa nhá. Các bác cứ lên mã sản phẩm là kéo tỉa. Đó. Con này thì về không những là các bác có thể tỉa cành mà các bác làm được rất nhiều việc. Đấy, hàng made in Japan. Đó. Con này tổng chiều dài sẽ là 34 cm, phần lưỡi dài 20 cm. Đấy, cắt cực kỳ ngọt ngào luôn. Cắt rất ngọt ngào nhá. Cắt cực kỳ ngọt ngào, rất chất lượng. Giá siêu tốt luôn nhá. Giá siêu tốt luôn, 130.000 con kéo tỉa nha. Con này thì theo cái mục của nhà sản xuất đưa ra này thì nó đa năng luôn, các bác có thể là ví dụ cắt tỉa cây cỏ này, rồi là cái này cắt gì không biết này, rồi là cắt lông cừu này, cắt thịt gà này, làm cá này, rồi là cắt rau, cắt cành, đầy đủ cho em luôn. Đấy, hàng của nó thì cực kỳ chất lượng nhá, sắc bén, ngọt ngào. Đó, đây hàng made in Japan, ngọt lắm, cắt rất ngọt. Đây các bác nhìn này, các bác nhìn này, đây cắt tỉa luôn này, cắt uốn éo luôn nhá. Ấy,
quá ngọt luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, cắt uốn nhéo luôn nhá. Quá chất lượng luôn này. Các bạn nhìn này. Quá chất lượng luôn, con kéo luôn, cắt cực kỳ ngọt. Đấy, và cái tay kéo của nó là dạng thiết kế tay kéo vòm như này. Khi mà các bác bóp kéo không lo mỏi tay. Đấy, không lo mỏi tay luôn, cực kỳ hay. Đấy, giá siêu tốt của bác luôn. Các bác lên mã sản phẩm là kéo tỉa nhá. Kéo tỉa em bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là đi 130k một chiếc nhá. 130k một chiếc kéo tỉa nhá. Kéo tỉa. Giá sẽ là 130.000 một chiếc kéo tỉa nhá. Bộ vít V24. Đấy, bộ vít V24 chi tiết này. Đấy, bộ vít V24 chi tiết. Báo giá nhanh luôn nhá. Giá sẽ là 80.000 một bộ. Con này thì chuyên bác nào sửa những cái dạng thiết bị nhỏ, ví dụ như là đồng hồ, máy tính, điện thoại, laptop, các thứ giờ những cái thiết bị nhỏ. Thì bác sử dụng con này cho em. Đấy, dùng rất tiện nhá. Đây, một bộ sản phẩm đây. Thì sẽ gồm có đầy đủ là 24 đầu vít này. 24 đầu vít sẽ có là các đầu lục giác, hoa thị, cộng trừ, nhân chia các kiểu cho em luôn. Đấy, đây, những cái đầu mà các bác tưởng chừng như là rất là khó, nhưng con này nó có đầy đủ hết bộ này. Đấy, ví dụ như là đầu hoa thị này. Đấy, đầu hoa thị có luôn nhá. Đấy, có đầy đủ luôn. Bộ sản phẩm này đi kèm thì sẽ có luôn là một cái cây vít như này. Đấy, một cái cây vít như này. Đấy thì đây, các bác lấy đầu nào ra là các bác cắm vào cho em, cắm vào đây. Đấy, và các bác xoáy thôi. Con này ở phần đuôi nó có cả xoáy nhanh luôn nhá. Đấy, xoáy nhanh, rất ok cho em luôn. Đấy, giá siêu tốt của bác luôn nhá. Giá chỉ có là đi 80.000 một bộ sản phẩm như này. Nó là những cái dạng đầu vít nhỏ nha các bác, sửa chữa đồng hồ, máy ảnh, rồi là các thiết bị nhỏ, ví dụ như là máy tính, laptop, điện thoại rồi. Đấy, đây, các đầu vít đa di năng cho bác xoáy nhá. Giá siêu tốt luôn, giá chỉ có 80k nhá. À, con này nó có một cái rất là hay là khi mà các bác để đầu vít vào đây. Đấy, các bác lấy ra thì không sao, nhưng mà các bác để vào đây là tự động sẽ nạp từ nhá. Đấy, để vào đây là tự động sẽ nạp từ, rất hay luôn. Đấy, các bác lấy xong dùng để vào đây tự động sẽ nạp từ. Đó, giá siêu tốt luôn. 80.000 một bộ vít V24 nhá. Các bác lên mã là bộ vít V24. 80k bộ nhá. Đấy, dùng xong thì mình lại đóng nắp mình đậy vào. Đấy, rất ok. Đấy, để trong hộp như này không lo mất rơi vãi đi tinh đâu nhá. Sản phẩm tiếp theo đây này, bên shop mình tiếp tục về cái lô đó là cái dòng sản phẩm kéo gà của Đức này. Đấy, hàng có thương hiệu Wiling nhá. Hàng made in Germany. Đó, chữ dập chìm thân kéo. Con này thì đa di năng luôn. Các bác cắt gà các vịt cho em rất ok luôn. Đó, cực kỳ ngọt ngào nhá. Trơn tru, có phần khóa hãm này luôn. Đấy, rồi là có cả phần trợ lực. Đấy, khi mà các bác bóp vào tự động sẽ đẩy ra, gọi là trợ lực nhá. Đó, đây. Con này kéo này thì các bác cắt gà các vịt này. Ngoài ra thì nó có phần răng cưa này. Các bác ví dụ là các bác làm cá. Đấy, thì các bác dùng con này các bác để đánh, các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, các bác đánh vẩy cá cho em dùng rất ok luôn. Giá, một cái giá siêu tốt của bác luôn nhá. Các bác lên mã luôn cho em sản phẩm là cái con kéo gà của Đức này. Đấy, kéo gà Đức. Hàng cực kỳ khỏe, con này các bác chiến gà vịt cho em 3-4 cân thoải mái luôn. Cắt gà, các bác không phải lôi thớt hay thiếc ra gì cả. Cứ cầm cái này các bác chiến cho em luôn. Giá siêu tốt luôn nhá. Các bác lên mã sản phẩm là kéo gà Đức. Đấy, kéo gà Đức. Kéo gà Đức này. Con này như là bữa trước đang bán giá là 150k. Đây, bên em cũng bán nhanh xả kho luôn. Đấy, giá chỉ còn có là 110k nhá. 110k một chiếc kéo gà Đức. Đấy, 110k một chiếc kéo gà Đức. Giá siêu tốt luôn, 110k nhá, 110k một chiếc kéo gà Đức nha. Giá quá rẻ luôn nhá. Đấy, giá quá rẻ luôn. Cái con này như những cái đợt Tết năm ngoái mà nó ít hàng ấy, bên em đang bán còn hơn 200.000 một cây ấy, nhưng mà đợt này nó hàng nó về nó cũng sẵn rồi. Đấy, nên là bên em cũng bán nhanh để gửi đến các bác dễ mua. Đấy, giá chỉ có 110k một chiếc thôi. Đấy, hàng made in Germany, logo thương hiệu Wiling này, rất chuẩn chỉ ngon lành luôn nhá. Em tranh thủ lên nhanh luôn bác một số cái sản phẩm này. Điện thoại 2 sim nhá, hàng mã Nokia 105, em báo giá nhanh bác luôn, giá sẽ là 250.000 một chiếc nhá. Đấy, báo giá nhanh luôn này, 250.000 một chiếc. Bộ sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đây, các bác đợi chút để em bóc hộp cho em xem. Con sản phẩm này thì nó đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đây, sẽ gồm có là một thân điện thoại này. Đi kèm thì sẽ có là bộ sạc và pin đi kèm. Nghĩa là về là các bác chỉ việc là các bác lắp sim và các bác dùng thôi. Dòng này của nó sẽ là dòng 2 sim nhá. Lưu ý, các bác lưu ý cho em là dòng này của nó sẽ là dòng 2 sim. Đấy, điện thoại 2 sim. Đó, mã của nó sẽ là Nokia 105. Em bán nhanh bác, giá sẽ là 200.000 một chiếc nhá. À, xin lỗi các bác, là 250.000 một chiếc, bên em bao ship nhà luôn. 250.000 một chiếc điện thoại 2 sim này bao ship nhà. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái bộ khoan cưa này. Báo giá nhanh của bác sẽ là 140k, sẽ gồm một đầu khoan đi kèm thì sẽ có là cho bác là 3 lưỡi cưa. Đấy, một bộ đầu khoan này, 3 lưỡi cưa đi kèm. Về các bác lắp vào phần máy khoan này mình cho bác khoan. Đấy, đây. Nó là dạng như kiểu tinh tiến này, các bác nhìn này.
đấy tịnh tiến. Thì đây về là cái bác khoan xoay nó dạng tịnh tiến này, các bác cưa cắt cành nha, rất ok luôn. Đấy, bộ khoan cưa 140k nhá. Sản phẩm dây cô bình, đấy sản phẩm dây cô bình này, giá của nó thì sẽ là đi các bác lên mã sản phẩm là dây cô bình, dây câu bình này, giá sẽ là 230k nhá, 230k bên em bao ship tại nhà luôn. Đấy, 230.000 một bộ dây câu bình này, bao ship tại nhà. Dây này của nó sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ, một dây đen này. Đấy thì để các bác phân biệt đầu âm đầu dương, các bác câu bình tránh tình trạng nhầm lẫn nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng dây đồng. Đấy, các bác nhìn này. Hàng dây đồng cho luôn nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, hàng dây đồng. Tay bóp cực kỳ là khỏe. Đấy, bóp cạp rất chặt nhá, cạp rất chặt luôn. Đấy, rất êm ái ngon lành, về chuyên bác câu bình. Đấy, chuyên bác câu bình này. Đấy. Sẽ gồm có là hai dây, một dây đen và một dây đỏ, hai đầu nhá, hai đầu đây, một đầu đây, một đầu đây. Dây này của nó dây dài 3m nhá. Đấy, cầm cực kỳ nặng luôn, nặng trịch, vỏ rất dày. Đấy, và đồng cũng rất to luôn. Đấy, có nhìn này. Đấy, đồng rất to, vàng chóe chọe luôn nhá. Báo giá nhanh luôn, các bác lên mã sản phẩm là dây câu bình. Em bán nhanh luôn bác, giá sẽ là 230.000 bộ nhá. 230.000 bộ, hàng của thương hiệu Kabushi. Đấy. Con này công suất sẽ là 1000A. Đấy, 1000A. Dây câu bình 230.000 bao ship tận nhà nhá. Đấy, 230.000 bao ship một bộ dây cô bình nhá. Cái lô đó là cái đũa Nhật này. Rất là nhiều bác hỏi là bên nhà em còn đũa Nhật không, nhưng mà nó bị chứng hàng không hàng nhá. Đấy thì hôm nay hàng tiếp tục về. Dòng sản phẩm đũa Nhật sợi thủy tinh nhá, dùng không lo nấm mốc và cong vênh, dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đó đây. Con này chịu được nhiệt độ lên đến 200 độ C nha em. Đấy, dòng sản phẩm đũa Nhật nhá. Nó kháng khuẩn đến 99%, đạt chứng nhận tiêu chuẩn của Nhật luôn, cực kỳ chất lượng này. Đó đây. Giá siêu tốt của bác luôn nhá. Đó, một vỉ này sẽ gồm có là 10 đôi. Đây em sẽ lấy cho bác xem một đôi này. Đó. Dòng này thì các bác dùng yên tâm nhá, không là lo trơn trượt luôn. Đấy, dùng yên tâm không lo trơn trượt. Đấy, hàng rất đẹp, gắp rất dễ gắp luôn. Đấy, gắp rất dễ gắp. Đây. Đó. Đây các bác nhá, rất chất lượng luôn này. Đó, một con sản phẩm đũa Nhật rất đẹp nha. Đấy, gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Đấy. Các bác lên mã cho sản phẩm là vỉ đũa Nhật. Đấy, vỉ đũa Nhật 10 đôi này. Vỉ đũa Nhật 10 đôi, nhiều bác hỏi lắm nhưng mà không có hàng. Đấy, con này là từ sợi thủy tinh nhá. Đấy, từ sợi thủy tinh. Không bị nấm mốc và cong vênh nhá, dùng rất ok luôn. Báo giá nhanh mắt luôn. Các bác lên mã sản phẩm là đũa Nhật. Đũa Nhật. Đũa Nhật này. Bán nhanh mắt luôn, giá của nó thì sẽ là đi 60k một vỉ nhá. 60.000 một vỉ đũa Nhật này. Đấy, giá chỉ 60k thôi. Các bác lên mã xem nó đũa Nhật. Giá sẽ là 60k một vỉ nhá. 60.000 một vỉ đũa Nhật này. Hàng rất đẹp xịn sò luôn. Đấy, 60.000 một vỉ nhá. Đầu đũa không bị trơn trượt, không bị nấm mốc, không bị cong vênh nhá, dùng rất ok luôn. Đó. Sản phẩm khăn tắm của Hàn Quốc, hàng bên shop lại tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đợt này thì nó về thêm những cái màu này, hàng rất đẹp luôn. Đấy đây, về thêm những cái lô màu này, hàng rất đẹp nhá, để phục vụ các bác này. Hàng thì nó là dạng bông lông cừu. Đấy, thấm hút nước cực kỳ tốt và rất là mịn màng ngon lành luôn. Đấy, các bác sử dụng thì nói chung là tắm táp xong mình có khăn mình lau như người ngậm cho nó khô ráo ngon lành nha. Đấy đây. Cực kỳ ngon luôn nhá. Đấy, thấm hút nước rất tốt luôn. Đấy, và rất mịn màng ngon lành. Khăn này thì kích thước của nó cực kỳ to, 1m4. Đấy, 1m4. 1m4 nhân với lại 70 nhá. 1m4 nhân 70 này. Đấy, cực kỳ to luôn. Đấy, 1m4 nhân 70. Đấy, báo giá nhanh bác luôn. Con này bữa trước đang bán 60k, hôm nay bên em về lô mới bán giá nhanh, giảm giá xả kho luôn. 50.000 một chiếc nhá. 50k một chiếc khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, 50.000 một chiếc khăn tắm Hàn Quốc nha. Hàng rất xịn sò ngon lành. Kích thước 1m4 nhân 70 này. Đây em sẽ giải bác ra cho các bác xem. To lắm các bạn. To dã man luôn. Đây này. Đấy. Đây các bạn nhìn này. To dã man con gan luôn nhá. Đấy. Đúng như là một cái thảm luôn nhá. Đấy đây. Con này ví dụ bác nào mà cao 1m6 thì 1m4 thì cao gần bằng người rồi các bạn. Cao có như che gần hết người rồi. Che gần hết người rồi. Đấy, che gần hết người cho em rồi. Đó đây. Khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một chiếc khăn tắm nha. 1m4 x 70. Thấm hút nước cực kỳ tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con kẹp Eto, hàng của Asahi, hàng lại tiếp tục về này. Và hôm nay thì bên em gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Hàng của nó thì sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi đây các bác cùng nhìn qua phần kích thước thông số này. Em sẽ quay giữ cho bác xem một lúc này. Đó, kích thước con này thì tổng của nó sẽ là 60mm nhá, phần há này. Sẽ xoay 360 độ và dòng này của nó sẽ là dòng kẹp bàn nhá. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Rất xịn sò ngon lành nhá. Đây.
đó, tổng quan em nó đây rất xịn sò ngon lành luôn đó, Asaki này quá chất lượng luôn nhá. Đó, phần tay mở ra cũng rất nhẹ nhàng tình cảm luôn nhá, rất trơn tru, các bạn nhìn này, rất trơn tru cho em luôn, quá ok luôn nhá. Đấy, ngoài ra thì con này các bác nới ở cái phần cạp này ra, đấy, nới cái phần cạp này ra để các bác xoay, đấy, xoay cho em, xoay xoay 360 độ nhá, đấy, xoay 360 độ. Dòng này thì cái ưu điểm của nó là dòng kẹp màn, nên là ví dụ như là các bác có thể là di chuyển các thứ ra, đấy, di chuyển các bác mang đi di động cho em, mọi nơi mọi chỗ các bác thích kẹp nào vào các bác kẹp thì các bác dùng. Ở đây thì nó tích hợp luôn là một cái phần để các bác đe, đấy, đe các bác gò nghĩa ở cái phần củ cho em này. Đấy, còn đây là cái phần kẹp chính, nó có cái phần taro răng cưa luôn. Đấy, khi bác kẹp vào nó bị trơn trượt đồ nhá. Đấy, hàng dùng rất ok. Nói chung là anh em sử dụng thợ thuyền rồi gia đình cho em dùng con này rất ok rồi. Đấy, và giá của nó thì cũng rất là tốt của bác luôn. Các bác lên mã sản phẩm là kẹp Eto. Đấy, kẹp Eto của Asaki nhá. Đấy, kẹp Eto Asaki em báo giá nhanh bác luôn. Giá của nó thì bữa trước đang bán giá 250k, hôm nay mini em giảm giá xả kho bán nhanh bác luôn. 210k một chiếc. Đấy, 210k một chiếc kẹp Eto nhá. Kẹp Eto này. Đấy, kẹp Eto nhá. 210.000 một chiếc kẹp Eto này. Đấy, hàng rất xịn này, các bạn nhìn này, hàng rất đẹp luôn nhá. 50mm này, 60mm, 25 này, xoay 360 độ cho em này. Phần kẹp này của nó sẽ là 55mm nhá. Còn kích thước chính của nó sẽ là 60mm. Đấy, em đã quay rất kỹ kích thước rồi. Con này nó nặng là nặng hôm bữa em cân của nó là nặng 1 cân 1,5 cân nhá. Đấy, nặng là 1,5 kg. Đấy, nặng 1,5 kg. Giá sẽ là 210.000 một chiếc nhá. Lưu ý là bên em bao ship luôn. Đấy, bao ship luôn. Đấy, bán nhanh luôn nhá. 210.000 thì còn bao ship tại nhà, giá siêu tốt của bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô bình trà. Đấy, bình trà, bình pha trà nhá. Hàng lại tiếp tục về phục vụ các bác này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít. Chuyên cho bác về pha trà. Đấy, pha trà, pha nước các thứ giờ các bác uống chưa? Đó, chuyên để bác pha trà nhá. Con này thì giữ nóng cực kỳ tốt luôn. Đấy, giữ nóng cực kỳ tốt và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít đây. Hàng của nó thì nắp đậy ngon lành, đi kèm sẽ có là một cái tay cầm nha. Đấy, phần inox này. Đó, inox hai lớp luôn nhá. Cực kỳ dày luôn. Đấy, inox hai lớp thì nó mới giữ được nhiệt nhá. Đấy, dung tích 1 lít, còn đây là cái phần đầu này, phần nắp này. Phần nắp này sẽ tích hợp luôn là một cái lõi lọc trà nha. Đấy thì về là các bác cho trà vào đây. Đấy, nhiều khi bác pha những cái trà cám, trà lá ra nó vụn ấy. Đấy, đấy các bác có thể bỏ vào đây và không sợ là nó bị văng trà thứ ra. Đấy, và rót ra nước nó không bị văng những cái phần trà trước ra nhá. Đấy, con này thì các bác lắp vào cho em. Lắp vào thì khi mà các bác muốn rót các bác phải nhớ là ấn nút vào cho em. Là các bác mới rót được, còn không là các bác để không, các bác có thể đổ xuôi, đổ dọc này, ngang ngửa này. Đấy, các bác đổ thoải mái cho em, nước không bao giờ ra được luôn. Đấy, nhưng mà lúc nào mà các bác muốn rót ấn vào đây. Đấy, và các bác cầm các bác rót ra cho em, rất ok luôn. Đấy, hàng inox cao cấp hai lớp, rất xịn sò, giữ nhiệt rất tốt nhá. Báo giá nhanh luôn. Các bác lên mã sản phẩm là cái bình pha trà. Đấy, bình pha trà này. Bình pha trà. Bình pha trà này bữa trước bên em đang bán giá 180k. Đấy, hôm nay bên em cũng bán nhanh xả kho bác luôn. 130.000 một chiếc nhá. 130.000 một chiếc bình pha trà này. Đấy, giá chỉ 130.000 chiếc bình pha trà. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, dung tích 1 lít. Đây, dung tích là 1 lít này thôi. Dung tích 1 lít, hàng rất chất lượng, hàng Nhật luôn các bạn nhá. Đấy, bình pha trà Nhật. Giá sẽ là 130.000 một chiếc bình pha trà các bạn nhá. Sản phẩm tiếp theo đến nay bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng sản phẩm khóa đĩa này. Đấy, con khóa đĩa nhá, hàng rất chất lượng luôn. Đó, con này dùng thì cực kỳ uy tín và bên em bán rất nhiều rồi. Giá thì của nó siêu tốt luôn nhá. Giá bằng bát phở thôi. Đấy, bằng hai bát phở thôi nhá. Các bác lên mã sản phẩm là khóa đĩa. Đấy, khóa đĩa. Khóa đĩa này. Giá của nó thì sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Đấy, 60.000 chiếc bên em bao giá thị trường luôn. Đấy, giá siêu rẻ, siêu tốt luôn nhá. Đấy, sản phẩm khóa đĩa. Con này thì nó là dòng khóa cao cấp rồi, cực kỳ khó mở. Đấy, và nó là dạng tròn nha. Nó là những cái dạng tròn này các bác trộm nó rất là khó mở nhá. Đấy, nó không như những cái dạng vuông kia, nhiều khi là nó cầm cái kia nó cậy kia các thứ là như dạng này nó là dạng tròn. Đấy, và cái phần lõi khóa nó sẽ nằm khuất tít bên trong này. Đấy, chuyên để bác khóa vào đĩa bánh xe nhá. Đấy, đĩa bánh xe cho em. Con này khi mà bác rút ra cho em, các bác cũng vẫn có thể là không cần chìa khóa cũng ấn khóa vào được nhá. Đấy, ấn cái khóa vào ngon luôn. Đấy, giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, nó rất nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay này. Các bác có thể ví dụ như các bác bỏ trong túi đồ mang đi mang lại nó rất là tiện, để cốp xe thứ nào nhìn nó rất là gọn gàng ngon lành nhá, mà cũng rất là an toàn. Đây, em sẽ mở ra xem thực tế với video này. Bỏ túi mang đi bất cứ đâu. Giới thiệu đến các bác, đây là loại khóa phanh đĩa chống trộm dành cho xe máy, chất liệu là thép nguyên khối không gì được nhập khẩu từ Đức nên khả năng chống cắt phá trộm xe cao, an toàn hơn các loại khóa thông dụng trên thị trường. Cách khóa và mở đơn giản với bộ đôi chìa khóa thông minh. Ngày mà biết đến loại khóa phanh đĩa này, tôi vứt hết các khóa cảng chữ U với công kênh, lại còn không an toàn nữa. Giờ thì đi đến đâu tôi cũng bỏ túi chiếc khóa phanh đĩa nhỏ gọn tiện dụng này. Loại khóa này tuy nhỏ nhưng chất lượng đúng với nhu cầu sử dụng của rất nhiều người. Các bác muốn bảo vệ chiếc xe thân yêu của mình thì hãy nhanh tay sắm ngay một chiếc khóa thông minh như này nha. Đấy, đấy thực tế về con sản phẩm, cái con
khóa đĩa để gửi bác nhá. Giá của nó thì cũng siêu tốt, giá chỉ có 60.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, 60k một chiếc khóa đĩa nha. Đấy. Hôm nay bên shop này tiếp tục về ít cái lô đầu bán tôn hàng của Daewoo này. Đấy, ít cái đầu dòng sản phẩm đầu bán tôn hàng Daewoo nhá. Bên em sẽ bán nhanh bác luôn, giá của nó sẽ là 40.000 một đầu bán tôn luôn nhá. Đấy, con này thì toàn bộ sẽ có là từ nam châm hít luôn. Đấy, hít từ nam châm luôn, rất chặt luôn nhá, hít cực kỳ chặt đây, các nhìn này. Đấy, hít rất chặt luôn nhá. Đây. Đấy con này. À, hít cho em này. Đấy, quá ok luôn nhá. Đó, hít các kiểu vào luôn. Hít cực kỳ chặt nhá. Đó, phục vụ cho anh em hay bắn máy tôn các thứ rồi. Đấy, rất ok luôn nhá. Lắc thoải mái luôn này. Đấy, lắc thoải mái luôn. Đó, rất ok. Giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã sản phẩm là đầu bán tôn hàng của Daewoo nhá. Con này kích thước của nó sẽ là 5/16. Đấy, đầu Daewoo bán tôn 5/16 này. Báo giá nhanh luôn, giá của nó sẽ là 40.000 một đầu nhá. Đấy, 40k một đầu bán tôn nha. 40k. Các bác lên mã sản phẩm là đầu bán tôn. Đầu bán tôn. Giá của nó sẽ là 40k một đầu bán tôn nhá. Đấy, 40.000 một đầu bán tôn nhá. À, hôm nay thì chắc là video chất lượng nó không được ổn định lắm vì bên hàng xóm này đang có đám cưới nên là mở nhạc hơi to nhá. Đấy, em cũng vẫn cứ tranh thủ quay thì các bác cố gắng là nghe. Em cũng nói to hết cỡ được ạ. Đấy, thì các bác cố gắng là các bác cho to một tí. Đây, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái sản phẩm chóa đèn hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng này của nó sẽ là hàng mới đét luôn. Hàng mới nguyên túi này. Đấy, hàng của Hàn Quốc nhá, rất chất lượng này. Con này bán rất nhiều rồi và các bác dùng rất ok luôn. À, bộ sản phẩm này đi đầy đủ sẽ gồm có là 20 mét dây này, 20 mét dây. Dây này sẽ là dây 0.75. Đấy, đi kèm thì sẽ có một cái chóa đèn như này. Đấy, có phần bảo vệ đèn các thứ này, rồi là phần chụp chống mưa hắt các thứ này. Rồi là phần đuôi này của nó sẽ là đuôi xoay nhá. Sẽ ở đây cái phần chóa đèn này sẽ tích hợp là công tắc bật tắt đầy đủ cho bác luôn. Đấy, và có hai cái móc đeo, một phần móc đeo trên, một phần móc đeo dưới. Hàng này thì nếu mà phù hợp nhất thì cho các bác hay đi công trình này, rồi bác nào hay làm sự kiện này, rồi là thậm chí mà các bác có thể dùng ở nhà được, đôi khi nhà mình có công có việc các bác lôi ra đấy sử dụng rất ok. Đấy, đây bộ sản phẩm trọn bộ như này. Đấy, dây dài 2 mét và đi kèm sẽ có là một chóa đèn này nhá, và ở đây nó có một cái phích cắm đi kèm là phích đúc cùng với dây luôn. Đấy, bộ sản phẩm trọn bộ như này. Hàng này của nó là hàng thanh lý dự án nhá, hàng thanh lý công trình ấy, của bên Hàn Quốc ấy. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý được mà giá thì gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã sản phẩm là chóa đèn 20 mét này. Đấy, chóa đèn 20 mét nhá. Giá của nó thì sẽ là đi 300k bộ này. Đấy, 300k bộ bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, 300.000 một bộ chóa đèn Hàn Quốc này. Các bác cứ dây ra cửa hàng các bác mua nguyên cho em 20 mét dây 0.75 thôi mà đã không có bao giờ có giá 300.000 rồi, nhưng mà đây bên em bán combo mà cả chóa cả dây như này mà giá của nó thì chỉ có 300.000 thôi là các bác biết là giá của nó tốt nhiều, giá siêu tốt luôn mà hàng vẫn chất lượng nhá. Đấy, đây nhiều bác thì bảo là không biết là có phải dây 0.75 luôn, thì bên em cũng quay luôn bác xem thực tế đây. Đấy, thì ngoài ra bên em còn cái dòng dây lẻ nữa. Cái quận này là quận lẻ nhá. Đấy, quận này thì nó là cũng là quận như con kia, nhưng mà dòng này nó là cái dây này nó là dây tháo máy, hoặc là cũng không biết là nó là dây của cái dây chóa đèn hay nhiều. Đấy, nhưng mà dây này của nó là dây chuẩn là dây 0.75 luôn nhá. Đấy, hai dây đều nhau hết này. Đây, 100% lõi đồng nha em luôn. Cái phần đầu nó có cả đầu cốt luôn này. Đấy, cái dây này thì nó là dây nguồn. Đấy, các bác cứ lên mã xem là dây điện cam. Dây này thì của nó dài 10 mét nhá, dây 0.75 em bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 150.000 một bộ nhá. Đấy, 150.000 một cái sợi dây cam như này. Về ví dụ như là các bác có thể chế cháo, lắp vào thiết bị này, máy móc các thứ cho em này, rất ok luôn. Đấy, dây điện cam nhá, 10 mét, giá sẽ là 150.000 một dây này các bác nhá. Đấy, còn cái chóa đèn như này. Chóa đèn như này thì giá của nó sẽ là 300.000 một chóa nhá. Đi kèm thì sẽ gồm có là 20 mét dây và một chóa. Đấy, là 300. Còn cái này nguyên dây không, 10 mét thì giá sẽ là 150 nhá. Tùy nhu cầu thì các bác lựa chọn cái sản phẩm nào cho phù hợp, hoặc có thể là mua luôn một phát hai cái cũng được. Đấy, giá siêu tốt rồi. Chào bác nhá. Nay bên shop về được cái lô đó là cái ủng đi mưa này. Giờ sẽ test cho bác xem nhá. Đây, giờ đang mưa này. Đấy, test luôn ủng đi mưa nhá. Đó, con này là các bác có thể là xỏ dày được luôn. Đấy, anh kéo khóa ra, cởi cúc ra, đấy, kéo khóa ra. Đấy, kéo khóa ra, xỏ vào trong. Đấy, các bác là xỏ là các bác xỏ được cả dày bên trong luôn, không cần phải tháo dày ra nhá. Đấy, vừa khít luôn này. Đấy, có thấy không? Đấy, xong rồi kéo khóa lên. Cài cúc vào. Thắt cái dây này sang đây. Đấy, cho nó ôm vào. 90.000 một bộ nhá, 90.000 một cái bộ ủng đi mưa như này, hai chân. Con này nó là dạng nhựa PVC cao cấp, cực kỳ là cứng cáp dày dẫn luôn. Giá rất hợp lý của bác này. 90.000 bộ thôi.
đang đợt này đang mưa gió như này, các bác sắm đôi về, mình có ví dụ chạy xe chạy cộ hay lao động ngoài đường nha, và có thể là đi loanh quanh nhà, đi chợ đi búa cũng được, rất là tiện, không sợ ướt chân cái thứ à. Đấy, đi ra luôn này. Đấy, thấy không, rất ngon lành nhá, không đế chống trơn trượt nhá, đế chống trơn trượt. Đấy, đế chống trơn trượt, nhảy thoải mái luôn, rất tiện dụng luôn, giá hợp lý 90.000 một đôi nhá. Đấy, các bác có nhu cầu về sản phẩm này liên hệ trực tiếp này, 90.000 một đôi ủng đi mưa nha. Em test cho các bác chức năng nước xả vào nhá. Đấy, nước xả vào này, nước xả thoải mái. Đấy, đây. Đó, thoải mái luôn, chân khô cong, không vấn đề gì cả. Nước nôi là nói chung là các bác cứ thoải mái cho em luôn đi. Rực rỡ luôn đấy các bác nhá. 90.000 một đôi ủng đi mưa nha. Đây này các bác ơi, cái con này là cái phần khóa này, nó sẽ thiết kế là khi mà các bác đi thì các bác vẫn mở khóa ra, còn nếu mà nhiều bác tưởng là cái khóa này là nó sẽ bị ngấm nước vào, nhưng không nhá. Ở bên trong nó còn một cái lớp màng nữa này. Đấy, nó còn một cái lớp nhựa nữa nhá. Thì cái khóa này nó chỉ là cái phần nó co chặt vào, với nó khi mà các bác thao tác mà mở ra đóng vào nó dễ để các bác dễ rút chân ra thôi, chứ còn nó vẫn còn một cái lớp nữa này. Nên là cứ yên tâm nhá, nó lên đến cổ chân luôn, lên đến đầu gối luôn nhá. Rất dày dẫn luôn. Đế này là đế nhựa chống trơn trượt nhá. Các bác chạy nhảy dẫm riếc rồi đi đường trơn thoải mái luôn nhá. Đấy. Hàng rất là ngon, xịn sò, 90.000 một đôi ủng đi mưa nha. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em có mấy cái con cặp lồng 4 tầng, em có lên thanh lý sở kho nốt các bác này. Báo giá nhanh luôn nhá. Các bác lên mã sản phẩm là cặp lồng 4 tầng. Cặp lồng 4 tầng. Con này bữa trước đang bán là 120k, hôm nay bên em sẽ nhanh luôn, 100k một chiếc nhá. Con này thì quá xịn rồi. Các bác nào hay đi làm văn phòng công trình sử dụng rất ok. Nó là dòng 4 tầng nhá, 4 tầng 4 gan 4 khay. Đấy. Bên ngoài thì là vỏ nhựa ABS cao cấp, bên trong thì là inox 304. Sẽ gồm là 4 tầng nha. Đấy, con nắp đậy luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác nào đi làm văn phòng, đi học, đi hành. Đấy, mang đi, để cơm, để nước, để đồ ăn các thứ vào trong, hoặc các thứ các bác để nhà cũng được. Ở nhà bác để đồ ăn vậy được. Đó đây, nó có từng cái khay một như này thì nó sẽ xếp chồng với nhau. Đấy, xếp chồng nhau nhá. Đây. Đó, nó cứ xếp chồng nhau 4 khay này. Đấy, 4 khay. Một khay dưới này, 1 khay, 2 khay này, 3 khay, 4 khay. Xếp chồng với nhau này nhá. Nó những cái tầng thì nó sẽ liên kết bằng một cái lẫy cài nha. Đấy, bằng hai cái lẫy cài như này. Đấy, hai cái lẫy cài như này. Để các bác cố định khi mà các bác có thể là xách đi xách lại nó không bị rơi ra. Đó, nắp đậy luôn nhá, nắp đậy luôn. Nắp đậy có cả phần quai xách luôn này. Quai xách rất tiện dụng nhá. Đấy, mang đi làm, đi học, đi chơi. Con này dung tích thì rất là lớn, dung tích của nó lên đến là 2.8 lít. Dung tích như 2.8 lít này. Đấy, 2.8 lít tức là mỗi ngăn này là 700ml, 4728 ạ, 4728, 2.8 lít, gần 3 lít luôn. Một con cặp lồng này gần 3 lít thì rất là to rồi. Mà giá thì rất là lý, 100k một chiếc cặp lồng 4 tầng nha. Đấy, một cặp lồng 4 tầng giá 100k một chiếc nhá. Thanh lý bán nhanh bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là khóa Đồng Đức này. Em báo giá nhanh bác luôn, con này bữa trước đang bán giá là 190k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho, giá chỉ còn 170k nhá. Các bác lên mã sản phẩm là khóa Đồng Đức, giá sẽ là 170.000 một chiếc, 170k khóa Đồng Đức. Hàng này nó là hàng chống cắt nhá, dùng rất ok luôn. Đây. Hàng khóa chống cắt, nó là chất liệu sẽ là đồng nguyên khối này, dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Các bác dùng ngoài trời này, sử dụng trong nhà. Đấy, khóa cổng con kiếc cho em nhá, hàng made in gặp money. Hàng này thì sẽ gồm có cho bác là 4 chìa, 1, 2, 3, 4 chìa này. 4 chìa để các bác thoải mái là các bác chia cho mỗi người một chìa trong gia đình nhà mình. Đấy, người nào có chìa ra vào. Hàng khóa chống cắt, chống trộm nhá. À, lõi khóa dày sẽ là 8 ly. Đấy, thao tác con này đóng mở rất là dễ luôn. Đấy, thao tác đóng mở rất dễ này. Đấy, cái ra luôn nhá. Vào cái này. Đây, xoáy cái vào này. Rất là nhanh nha, khóa cực kỳ nhanh luôn. Đó, mà nó dòng này là dòng chìa tròn, nhưng dòng chìa tròn này size số của nó rất là ít và hàng rất là khó mở. Đấy, hàng made in company, cầm một con khóa cực kỳ chắc chắn luôn. Dòng này ví dụ các bác mưa gió dùng ngoài trời cho em mưa gió thoải mái luôn, dùng cực kỳ bền bỉ. Giá sẽ là đi 170k. Đấy, các bác lên mã sản phẩm là khóa Đồng Đức này. Khóa Đồng Đức. Khóa Đồng Đức nhá. Bữa trước đang bán là 190k, hôm nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bán nhanh bác luôn. Giá 170k một chiếc thôi nhá, 170k một chiếc con Đồng Đức nha. Sản phẩm đũa thìa inox, hàng của thương hiệu Weiling của Đức này. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có đũa inox và thìa. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy đũa lấy thìa đều được.
bên em bán đồng giá thì giá sẽ là 60.000 một hộp như này. 60.000 một hộp. Một hộp sẽ là 5 chiếc. Đây, con này là của con này là thìa này. Con này là thìa. Hàng cực kỳ dày luôn, riêng thìa này rất là dày các bác nhá. Đóng gói rất cẩn thận luôn. Đó. Thìa rất dày nhá, thìa cực kỳ dày luôn, hàng của thương hiệu Wiling. Thìa rất dày này, các nhìn này, sáng choang luôn nhá. Đó. Các bác nghe tiếng thìa gõ biết là thìa nó dày rồi. Đó, thìa này các bác sử dụng gia đình nhà mình cho con chó nhà mình ăn uống này. Rồi các bác sử dụng thìa thiếc này, hàng thương hiệu Wiling, logo Wiling nhá. Đấy, con này là thìa ngắn này. Thìa này là thìa ngắn nhá. Nó dài khoảng tầm 20 cm, chưa được 20 cm, khoảng tầm 18 cm. Con thìa ngắn này bên em bán nhanh luôn, giá sẽ là đi 60k một hộp thôi. Đấy, các bác lên mã cho sẩm là thìa Đức. Thìa Đức này, thìa Đức Inox 304. Đấy, Inox 304. Giá sẽ là 60k một hộp thìa nha. 5 chiếc thôi nha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiếc thìa Đức này 60k. Ngoài ra thì bên em có dòng sẩm là đũa. Đũa Inox này. Đấy, đũa Inox Su 304. Đó, Su 304. Đầu đũa thì có tích hợp phần chống trơn trượt, các bác sử dụng cho em rất ok. Đó, Su 304, rất ok nhá. Con này thì bên em đang bán một cái vỉ đũa 5 đôi như này. Giá thì cũng bằng thìa luôn, giá sẽ là 60k. Đấy, các bác lấy loại nào cũng được. Thìa 60k, đũa 60k nhá. Đây đũa đây, đũa Inox, các bác lên mã sản phẩm là đũa Inox. Đũa Inox này. Giá sẽ là 60k nhá. 60k một cái vỉ đũa Inox nha. 60k một vỉ thôi. Giá rất là hợp lý. Bột thông cống thì giá vẫn như mọi khi nhá. 30.000 một hộp này. Nó là dạng bột về chuyên mác thông cống. Phần cống cho mình tắc nghẽn này, chảy chậm này. Đó thì về các bác đổ vào, các bác thông cống các thứ nha. Đó. Con này thì giá thì cũng rất hạt rẻ thôi. Các bác lên mã sản phẩm là bột thông cống. Giá sẽ là 30k. Đấy, 30k một cái hộp bột thông cống nha. 30k bột một hộp các bác nhá. Viên tẩy lồng giặt một hộp 12 viên thì giá của nó sẽ là 30k. Dòng này thì nó một hộp sẽ là 12 viên như này nhá. Chuyên cho bác tẩy lồng giặt. Đấy, về các bác vệ sinh khu vực lồng giặt nhà mình, tránh tình trạng nào nó bị mùi rồi là nó để lâu ngày nó két bẩn vào, thì về các bác dùng viên ở trong rất là tiện nhá. Một hộp 12 viên thì bác sử dụng cho em trong vòng 12 tháng, mỗi tháng một viên. Mà giá thì các bác bỏ ra một cái giá rất hợp lý, chỉ có 30k thôi. Giá quá chi là rẻ rồi. Đấy, 30k các bác vệ sinh khu vực lồng giặt cho mình nó sạch sẽ thơm tho này. Đó. Hàng thì sẽ hàng mới nguyên hộp nha. Đó, rất chất lượng luôn. Viên vệ sinh tẩy lồng giặt nhá. Dòng này thì dùng rất là dễ. Về là các bác cứ thả trực tiếp vào cái phần lồng giặt cho em, xong rồi các bác bật cái chế độ là vệ sinh lồng giặt thì nó sẽ tự động, nó sẽ kết hợp cái viên này, nó sẽ vệ sinh lồng giặt cho bác nhá. Giá sẽ là 30k. Đấy, 30k này các bác lên mã xem là tẩy lồng giặt. Tẩy lồng giặt này. Giá sẽ là 30k một hộp 12 viên nhá. Một hộp 12 viên. Đó, 12 viên, 30k. Sản phẩm kìm chết của Nhật, kìm chết FO hay còn gọi là kìm bấm nhá. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, hàng của thương hiệu FO này. Đấy, có mã miếc đầy đủ hết luôn. Giá thì sẽ là 160.000 một chiếc. Con này thì toàn bộ sẽ là thép CRV nhá. Siêu cứng cáp dày dẫn luôn này. Đó, Japan Star này, rất xịn sò ngon lành luôn. 160.000 một chiếc thôi. Các bác lên mã sản phẩm là kìm bấm hoặc là kìm chết FO. Giá sẽ là 160.000 một cây nha. Đấy, 160.000 một cây nhá. Hàng rất đẹp luôn. Ngoài ra thì bên em có dòng búa đinh. Các bác lên mã sản phẩm là búa đinh. Mã của nó sẽ là mã B1. Con này thì giá sẽ là 85.000 một cây. Một đầu đóng đinh nhá, một đầu nhổ đinh. Đấy, một đầu đóng, một đầu nhổ, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng thì sẽ hàng đúc liền thân, tay cầm sẽ bọc một cái lớp nhựa này. Các bác sử dụng công trình, anh em sử dụng thợ thuyền. Đấy, nhổ đinh đập rồi là đóng đinh các thứ nhá, rất ok. Giá sẽ là 85k một chiếc nhá. Búa B1 giá sẽ là 85k một chiếc này. Mũi khoan đa năng một bộ 5 mũi như này sẽ gồm có là 4, 6, 8, 10, 12. Cái con này thì đầu của nó sẽ là dạng đầu tên lửa nhá. Đấy, dạng đầu tên lửa, khoan cực kỳ ngọt ngào luôn, khoan rất là dễ khoan nhá. Đấy, các bác khoan ví dụ đá hoa các thứ rồi. Đấy, khoan bê tông, khoan gỗ, khoan gạch, khoan các kiểu luôn nhá. Nói chung là khoan đa năng, khoan cực kỳ ngọt luôn. Sẽ có là 5 cỡ 4, 6, 8, 10 và 12. 5 mũi như này bên em bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là đi 130k nhá. Các bác lên mã xem là bộ mũi khoan đa năng. Đấy, sẽ gồm có 5 mũi 4, 6, 8, 10, 12. 130.000 một bộ mũi khoan đa năng rồi nhá. Sản phẩm kìm cắt ống nước, hàng của Kabushi Japan. Con này thì các bác cắt cỡ ống tối đa sẽ là ống 42 cho em. Đấy, cắt từ ống nhỏ nhất đến ống lớn nhất, tối đa sẽ ống 42 nhá. Đó, hàng thì sẽ hàng mới nguyên vỉ. Con này thì cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó, cắt rất ngọt nhá. Đấy, đây, đó.
bấm phát nào được phát đấy cho em luôn, cắt rất ngọt, cắt thích lắm ạ. Anh em sẽ cắt thử bác xem này, con này nói chung là cắt rất là ngon, mà cắt rất là dễ cắt, ngọt ngào ngon này. Các bác có thể sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng nha, cắt rất ok nhá. Đấy, đây. Có thấy không? Bấm vào vài phát này, coi nhìn này, đường ống đi mịn mịn luôn nhá, quá chất lượng luôn. Đấy, giá thành rất hợp lý. Các bác lên mã sản phẩm là kìm cắt ống nước, đó, kìm cắt ống nước này. Con này thì em bán nhanh bác luôn, giá sẽ là đi 170k một chiếc, kìm cắt ống nước. Kìm cắt ống này, kìm cắt ống 42 nhá, giá sẽ là 170k. Đấy, con này thì cắt cái ống tối đa sẽ là ống 42 nhá. Ống tối đa ống 42 170.000 một chiếc, hàng mới luôn. Sản phẩm kẹp gấp nhá, các bác cứ lên mã sản phẩm là kẹp gấp này, chuyên là bác ví dụ như các bác rán nấu, các bác rán ví dụ như rán cá này, rồi là các bác rán nướng thịt các thứ à. Đấy, nó là dòng kẹp gấp nhá. Dòng kẹp gấp thông minh, dùng rất là hay. Nhiều khi ví dụ như các bác dùng đũa, các bác ví dụ như là các bác đang rán miếng cá, các bác lật rất là khó lật. Thì bác xúc cái này vào, các bác lật lên xem, rất dễ dàng luôn này. Hoặc là nướng thịt các thứ này, sử dụng trong nhà bếp cho em nhá, đa di năng. À, chất liệu thì sẽ là inox 304 cho em luôn. Đó, giá thành rất hợp lý nhá. Các bác lên mã sản phẩm là kẹp gấp. Kẹp gấp này. Kẹp gấp. Giá sẽ là đi 30.000 một chiếc kẹp gấp thôi nhá. 30k một chiếc kẹp gấp nha. Đó. Dùng rất hay nhá. Đó, giá thành rất hợp lý thôi, 30k một chiếc này. Đấy, nướng thịt này, rán thịt này. Lật cái ăn luôn nhá, lật cái ăn ngay luôn. Giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi nhá. Sản phẩm đuôi đèn điều khiển hàng bên shop lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đó, con này là đuôi đèn điều khiển từ xa thôi nhá. Nó sẽ tích hợp là một cái đuôi và một cái điều khiển. Về ví dụ như các bác sử dụng là các bác lắp vào cái đuôi điều khiển nhà mình, lắp vào cái đuôi sẵn nhà mình ấy, nhà mình có đuôi sẵn các bác lắp vào, sau đó là các bác lắp quả bóng vào xem. Sau đó là mình lắp pin vào cái điều khiển và mình điều khiển thôi. Con này điều khiển từ xa. Thì các bác không phải đi lại bật tắt, không phải dùng công tắc các thứ rồi, các bác cứ dùng cái điều khiển đó bấm xem. Đấy thì đây về các bác tháo ra các bác lắp pin vào đây. Lắp pin một cái nắp này các bác dùng thôi, dùng rất ok nhá. Đó, còn đây là cái phần đuôi này. Đuôi này kia nó chứa cái bộ điều khiển trong này, còn đây là cái điều tay điều khiển, tay remote nha. Con này ngoài chức năng là bật tắt bình thường thì nó sẽ có chức năng là hiện giờ 15 phút. Bật sau 15 phút thì sẽ tắt này, bật sau 30 phút thì đèn sẽ tự động tắt này, bật sau 60 phút đèn sẽ tự động tắt này. Đấy là chức năng hiện giờ. Còn ngoài ra thì bật tắt bình thường. Đấy, về lắp pin vào. Con này thì ví dụ như nhà mình có đuôi sẵn là các bác đấu luôn cái đuôi đấy, xong cái đuôi này lại cho em một cái quả bóng vào đây là bật tắt luôn, rất là dễ dùng nhá. Giá thì cũng rất hợp lý, các bác lên mã sản phẩm là đu đèn điều khiển, giá sẽ là đi 80.000 một bộ đu đèn điều khiển này. Đây em sẽ test thực tế bác xem, nhà em cũng đang lắp luôn. Đây coi, nhà em là đang lắp sẵn đây nhá. Đây này, em lắp là em cho luôn lên cái cột này, là em cứ ra em bấm thôi. Bấm cái đèn tắt này. Bấm cái đèn lên này, bấm cái đèn tắt này. Đây em đang điều khiển cái quả bóng ở trên đầu nhá. Đây này, bấm thử bác xem, tắt nhá. Tắt này. Bật này. Tắt này. Bật này. Đó, rất là hay nhá. Đó, còn đây là cái nút mà khi bác ví dụ hiện giờ này cho em là 15 phút này, sau đó là tắt này. 30 phút sau là sẽ đèn này sẽ tắt này, 60 phút sau đèn sẽ tự động tắt này chẳng hạn này. Đấy, còn đây là nút bật tắt bình thường. Đấy. Đó, rất ok nhá. Rất ok. Đó. Đây em đang ấn về cái chế độ đèn 60 phút rồi. Đó, chế độ đèn 60 phút rồi thì nó sẽ tự động là tắt sau 60 phút nhá. Đó đây. Rất là hay nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo liên luôn cho bác là cái dòng phẩm là máy vít này. Con này thì giá của nó sẽ là 150k, đặt lên bên đang giảm giá xả kho, giá chỉ có là 130k thôi. Đấy, các bác lên mã sản phẩm là máy vít 130.000 trước nhá. Con này nói chung là các bác dùng gia đình thì rất ok. Đó. Dòng này nó là chạy pin nhá, hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đó, chạy pin. Hết pin lại cắm sạc vào lại dùng. Pin sẽ là pin 18650. Hàng chạy tích điện nha. Dùng rất ok luôn. Đó đây. Rất chất lượng luôn này. Có đảo chiều nhá, con này nó sẽ có đảo chiều. Đấy, xoáy ra xoáy vào cho em rất ok. 130.000 một chiếc thôi nhá. Đây nhá, em test cho bác xem này, đây mấy cái con ốc của cái bộ điều khiển này em test cho bác xem nhá. Test thực tế này, con này dùng rất hay luôn. Đó đây, xoáy ra này. Xoáy vào này. Đấy, xoáy ra này, rất tiện dụng nhá. Đó, các bác về ví dụ như là điện đóm nhà mình xoáy rất là tiện. Đó đây, xoáy ra này. Xoáy vào nhá. Đấy, hàng xoáy rất khỏe luôn, con này chạy rất khỏe. Đấy, nói chung là anh em bị gia đình xoáy những cái dòng ốc điện đóm các thứ thiết bị là dùng rất ok. Giá chỉ có 130.000 chiếc thôi. Hàng mới nguyên hộp luôn, đi kèm thì sẽ gồm có cho bác luôn là hai cái đầu vít luôn nhá. Đi kèm sẽ có hai đầu vít, đầu của nó sẽ là đầu lục giáp. Ví dụ như là các bác có thể là thay những cái đầu lục đầu vít khác sang cũng rất ok luôn. Ví dụ như là các bác có sẵn những cái ví dụ như là đầu hoa thị thứ rồi. Về mình cho sẵn vào, mình
xoáy cũng rất ok. Đấy, có đảo chiều ngon lành luôn, 130k một cái bộ sản phẩm máy vít nha. Đấy, 130k. Sản phẩm bút điện thông mạch thì giá của nó sẽ là 80k một chiếc bút điện thông mạch đấy nhá. Đấy, con này thì ngoài chức năng là kiểm tra đo điện, pha nóng pha nguội bình thường rồi thì các bác có thể là kiểm tra đo thông mạch. Đấy, xem dây nó còn hay là nó bị đứt rồi thì các bác có thể kiểm tra thông mạch nhá. Chuyện kiểm tra thông mạch thì một đầu các bác giữ đây này, một đầu các bác bấm vào đây cho. Đấy, đèn nó sáng hay không thì dây đấy là vẫn còn nhá, còn dùng được. Còn nếu mà đèn dây nó đứt rồi thì đèn nó sẽ không sáng nhá. Gọi là kiểm tra thông mạch. Đó, ngoài ra thì các bác có thể đo pha nóng pha lạnh thì sẽ có là đèn đỏ đèn xanh ở đây. Đấy, thì nó sẽ báo để về các bác đo nhá. Đấy. Bút điện thông mạch giá sẽ là 80k một chiếc bút điện thông mạch này. Ngoài ra thì bên em có cái dòng sản phẩm là kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng. Con này thì cực kỳ đa di năng rồi mà giá thì rất hợp lý. Giá chỉ có 180.000 một cây thôi. Đó, đây, kìm đa năng. Các bác có thể về là bấm cốt này rồi là tuốt dây. Tuốt dây thì các bác tuốt cỡ từ 1 ly đến 8 ly. Đấy, rồi là cắt kẹp các kiểu liên luôn. Tay thì có phần bọc cách điện này, hàng của Japan nhé, đấy, hàng của Nhật, chuẩn Nhật luôn nhé, đấy, hàng chuẩn Nhật. Và hàng sẽ là hàng mới nguyên vỉ nha, đấy, hàng mới nguyên vỉ cho em luôn, rất xịn sò và ngon lành. Giá thì cũng rất hợp lý, các bác lên mã sản phẩm là kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng, giá sẽ là 210k, đấy là giá cũ nhưng hôm nay bên em xả kho, bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có là 180.000 một chiếc thôi, 180k một chiếc kìm đa năng. Dây rồi là bấm cốt tuốt dây cắt kẹp các kiểu luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên số hôm nay tiếp tục lại về cái lô đó là máy xây tóc này. Con này thì công suất của nó 3.500W. Nói chung là dòng này các bác sử dụng gia đình như em thì rất hợp lý. Ở đây thì sẽ có tích hợp là hai công tắc điều chỉnh gió và điều chỉnh độ nóng nhá. Đấy, về thì các bác sử dụng cho em hai công tắc này. Các bác muốn nóng thì các bác bấm công tắc chỉnh công tắc. Các bác muốn gió nhiều các bác chỉnh công tắc cho em. Đấy, toàn bộ sẽ ở phần công tắc này hết. Ngoài ra thì đây là phần dây nguồn. Công suất sẽ là 3.500W nhé và sử dụng cho em là trực tiếp điện 220. Giá thì rất là hợp lý và máy sấy cũng rất là khỏe. Nói chung là các bác sử dụng gia đình thì dòng này rất là hợp lý rồi mà nó vừa tầm tiền. Đấy, giá chỉ có 150k thôi. Các bác lên mã sản phẩm là máy sấy tóc. Giá sẽ là đi 150k một chiếc nhá. Đấy, 150k một chiếc máy sấy tóc nha. Đấy, 150k một chiếc nhá. Giá rất là hợp lý luôn, 150k. Sản phẩm bình nhiệt xanh, các bác lên mã sản phẩm là bình nhiệt xanh. Giá của nó thì sẽ là 130k. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Các bác có thể là giữ nóng, giữ lạnh cho em ok luôn. Đó, hàng thì cực kỳ xịn, chắc chắn inox 304. Đó, hàng của quân đội đấy nhá, hàng quân đội đấy. Đó, rất chất lượng nha. Nắp đậy này. Phần lọc này. Đấy, có cả lưới lọc luôn nhá. Đấy, lưới lọc. Su 304 cho em luôn. Đây. Su 304 nhá. Đấy, Su 304 rất chất lượng luôn. Dung tích sẽ là 1 lít. Con này thì ngoài ra sẽ có là dây đeo này. Đấy, dây đeo. Hàng này sẽ là hàng inox 2 lớp nhá. Hàng inox 2 lớp cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đó, đây, hình quân đội này rất là đẹp luôn này. Các bác lên mã cho em sản phẩm là bình nhiệt xanh. Đấy, bình nhiệt xanh về các bác mà hay đi du lịch, các bác hay làm ngoài trời, anh em công nhân các thứ là mang đi nước nôi mang đi uống nhá. Rất là tiện dụng, giữ nóng, giữ được cả nóng cả lạnh luôn này. Đấy, giữ được cả nóng cả lạnh luôn. Dung tích sẽ là 1 lít, dùng trong một ngày thì thoải mái rồi. Giá của nó thì cũng rất là hợp lý, 130k một chiếc bình nhiệt xanh nha. Đấy, 130k một chiếc bình nhiệt xanh dung tích 1 lít nhá. Đây, các bác nhìn này, hàng rất đẹp, nhận hàng các bác cứ kiểm tra em. Nói chung là các bác cầm một con bình này cầm rất chắc tay. Đó. Mà giá rất là hợp lý, giá phù hợp tiếp cận để các bác dễ mua. 130k một chiếc nhá. Giao bãi nhá, giao bãi. Giao Thái Vân Gỗ, hàng của thương hiệu Seki. Đó, tiếp tục về lô mới. Và hôm nay thì hôm nay bên em lên một cái giá rất là đẹp gửi bác luôn. Bữa trước con này đang bán giá 150k. Về lô mới em xả nhanh bác luôn. Giá chiên nhá, 130.000 một cây này. Hàng của thương hiệu Seki, made in Japan nha. Đó, giao Thái Vân Gỗ nhá. Con này thì nói chung các bác mua về lọc thái, sử dụng nhà bếp cho em có chất lượng luôn. Hàng cực kỳ sắc bén, xịn sò ngon lành. Giá thì siêu tốt của bác luôn nhá. Đấy, mà hàng rất xịn sò, sắc bén ngon lành nhá, các bác nhìn này. Nói chung là phải chấm hết luôn. Đấy. Thì em hôm bữa là bỏ ra dùng là vợ em đứt tay là 3-4 lần rồi đấy, các bạn. Nên là các bác về dùng cẩn thận nhá. Đấy, vì nó ngọt lắm. Nói chung là cứ làm phát nào là đi phát đấy luôn. Đây là các bác nhìn này. Đấy. Giá siêu tốt luôn nhá. 130.000 một cây. Đấy, các bác mua đâu được một cái cây dao thái đẹp nha. Đấy, 130.000 một cây, Seki Japan, made in Japan. Vân gỗ lên rất đẹp cho em luôn. Thái lọc thì chấm hết luôn. Con này thì cái chiều dài phần lưỡi nó vào khoảng tầm 20 cm. Đấy, còn phần cán thì nó
phần cán cầm nó rơi vào khoảng tầm 12 cm. Nói chung là các bác cầm nó rất là dễ cầm, trường dao nhá, cầm không lo cấn tay. Đấy, vân gỗ luôn nhá, tay cầm cán gỗ luôn này, bo inox tránh tình trạng bị chòe đầu. Giá rất tốt của bác luôn, 130.000 một cây. Các bác lên mã luôn giúp em là sản phẩm là dao thái vân gỗ. Đó, đây. Dao thái vân gỗ này. Dao thái vân gỗ. Giá sẽ là 130.000 một chiếc nhá. 130.000 một chiếc duy nhất trong video hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. 130.000 một cây dao thái vân gỗ này. Đấy, 130.000 một cây. Hàng sáng bóng, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về đó là cái dòng sản phẩm là bơm 2T. Hàng của thương hiệu Stanley, made in Japan. Đó. Con này thì hàng cũng là hàng mới nguyên hộp gửi bác nhá. Đó, hàng bơm 2T Stanley này, made in Japan. Đó. Con này nó là dòng bơm 2T. À, bơm trợ lực 2T, bơm trợ lực, bơm rất khỏe luôn. Các bác có thể về ví dụ là bơm ô tô này, bơm xe máy, bơm xe đạp, bơm các kiểu có loại bơm phao, bơm bóng trẻ con rất ok nhá. Con này thì dùng đa di năng. Các bác có thể là ví dụ như là các bác dùng tay các bác vẫn dặn bơm được, và ngoài ra các bác có thể dùng chân các bác vẫn dặn bơm được. Đấy, nghĩa là đau tay thì mình lấy chân và đau chân thì mình lấy tay. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi, rất là dễ bơm, người lớn người già trẻ em bơm tất cho em nhé. Ngoài ra thì tích hợp đồng hồ đo áp suất lên đến 10 kg luôn này. Đó, phần dây bơm thì siêu bền, dây bơm các bác cứ quặn thoải mái cho em, thả ra lại bình thường này. Đấy, dây bơm siêu bền chống gập gãy. Đó, và phần đầu bơm tích hợp các đầu bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy, ô tô cho em luôn nhá. Đó, rất là dễ dùng sử dụng. Mà giá thành thì đợt này về giá cũng rất hợp lý luôn, 260.000 một chiếc không nhá, 260k một chiếc. Con này bữa trước đang bán giá là 280 đấy, hôm nay mình em cũng xả kho bán nhanh luôn. À, các bác lên mã sản phẩm là bơm 2T, đấy, bơm 2T. Giá sẽ là đi 260k. Đấy, bên em bao ship, các bác lưu ý là nhà em đơn cứ trên 200 là sẽ được miễn phí ship ngay nhá. Đó, đây. Quay lại bác xem lần nữa này, thân bơm này, sáng bóng luôn nhá. Đó, còn phần khung bơm này, toàn bộ sẽ là kim loại sơn tĩnh điện, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Đấy, bơm rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đó, đây. Đó, rất ok nhá, 260.000 một chiếc. Siêu phẩm ô dù tự động hàng bên shop lại tiếp tục về, và cũng với một cái giá rất là hợp lý. Giá sẽ là 80k một chiếc. Đấy, đợt này đang vào mùa mưa rồi, các bác chuẩn bị tranh thủ sắm cho mình đi. Mình đi ra ngoài có ô nó sẵn tiện, mình đi lại nó cũng rất là tiện luôn. Bác lên mã sản phẩm là ô dù tự động. Con này tự động 100% nhá, đóng mở tự động luôn. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc. 80k một chiếc, đường kính ô thì nó rơi khoảng tầm 1 mét. Nói chung là các bác đi khoảng tầm 2-3 người cho em thì rất là dễ. Đây, đó, hàng ô tự động nhá. Đó, hàng rất chắc chắn, chị sò online luôn này. Giá rất hợp lý. 80.000 một chiếc thôi. Thao tác thì 100% là bằng cái nút bấm này. Các bác bấm vào đây là ô tự động sẽ bật ra nhá. Đây sẽ test thực tế bác xem này. Đây ô bình thường nhá. Đây bấm thực tế bác xem này. Đó thấy không? Ô tự động bật ra này. Bấm vào cái lại vào luôn này. Rất tiện dụng luôn. Đó, con này thì toàn bộ sẽ là dòng gọng kép nhá, cực kỳ chắc chắn dày dẫn luôn. Đây, các bác giật thoải mái luôn. Đấy, rũ thoải mái cho em luôn, cực kỳ chắc chắn nhá. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn này. À, phần vải ô thì chống tiêu UV, đấy, tia cực tím. Đó, khi mà thu vào thì cũng rất là nhỏ gọn thôi, nó rơi vào khoảng tầm hơn 30 cm một chút này, nó rất là nhỏ gọn các bác, để vừa ba lô túi sách của mình, rất ok nhá. Đó, thao tác toàn bộ bằng nút bấm này, bấm cái lại thu vào này, bấm cái mở ra này, rất tiện dụng luôn nhá. Giá chỉ có 80.000 một chiếc ô dù tự động này. Đường kính thì nó rơi khoảng tầm 1 mét nhá. Đường kính 1 mét thì các bác khi các bác sử dụng thì các bác đi ra khoảng tầm 2 đến 3 người thì thoải mái luôn. Đó, đường kính ô 1 mét. Ô dù tự động 80k một chiếc nhá. Đó, rồi nó sẽ sang những cái sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay. Ống hút dung dịch, có nhá, ống hút dung dịch, ống hút rượu cho bác về hút xăng, hút dầu, hút rượu rất ok. Giá cũng rất hợp lý, giá sẽ là 40.000 một bộ nhá. Con này thì về các bác không cần phải dùng, nó rất là dễ thôi. Về các bác lắp đặt dây vào bóp xem vài lần là tự động sẽ hút những cái dung dịch rượu riếc ra. Giá sẽ là 40.000 một cái bộ hút dung dịch nha. Sản phẩm tăm bông này. Đấy, tăm bông cho bác về ngoái tai các thứ rồi. Đấy, tăm bông nhá. Tăm bông, con này nó là dòng tăm bông hai đầu. Một hộp này sẽ là 200 chiếc và bên em gửi bác một cái giá rất là hợp lý. Giá sẽ là đi 20k. Đấy, các bác lên mã sản phẩm là tăm bông. Đấy, tăm bông. Giá sẽ là 20k một hộp 200 chiếc này. Đấy, 20k một hộp 200 chiếc tăm bông này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là túi da du lịch. Giá của nó thì cũng rất là hợp lý. Các bác lên mã sản phẩm là túi da này. Túi da du lịch nhá, túi da du lịch. Giá sẽ là 130k một chiếc thôi. Đấy, 130k một chiếc. Con này thì chuẩn bị đang vào mùa du lịch rồi, các bác mua về sắm sửa.
hoặc là nhiều bác hay đi công tác này, công tác xa nhà, giờ là mình có thể là ví dụ mình mua về mình để đồ vào đấy cũng được. Đấy, nó sạch sẽ, ngon lành, kín đáo mà giá cũng rất hợp lý, hàng rất là đẹp luôn, da chuẩn em luôn nhá. Đấy, da chuẩn này các bác nhìn này, da cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nó là túi sách du lịch, thường thường thì các bác dùng để sách, còn nếu mà không thì các bác ở đây trong này nó sẽ có dây đi kèm. Đấy, sẽ có dây đi kèm thì về các bác có thể dùng dây, nhiều khi các bác không thích sách có thể đeo dây thì có đi kèm, nhưng mà thường thường thì nó đã gọi là túi da du lịch thì thường thường chủ yếu thì để sách là hợp lý. Đấy, sách thì nó vẫn sẽ đẹp hơn đó. Đây các bác nhá, đây em vừa nhét ít cái đồ đây để cho nó phồng, nhìn cho nó đẹp này, đã có thấy không đó. Con này thì chỉ có 130.000 thôi, da rất đẹp luôn đó. Ngoài ra thì ở đây nó có tích hợp một cái ngăn phụ rất là thông minh, để khi mà ví dụ nhiều khi các bác đi công tác du lịch mình có cái đôi giày đôi dép là nó bị bẩn đấy, mình bỏ chung với quần áo nhiều khi nó bẩn đấy, thì các bác bỏ trực tiếp vào trong này chưa, đấy bỏ vào trong này đấy thì nó tránh không va chạm với quần áo và không bị bẩn quần áo nhá. Mà giày là vẫn để một ngăn riêng này luôn đấy, ngăn này cần để giày hoặc là những để những cái đồ ví dụ như là quần áo ướt các thứ các bác để đây, nói chung là nó là cái ngăn thông minh. Còn ngoài ra thì cái ngăn to của nó đây rồi, ngăn to này thì ở đây, ngăn to này thì các bác cứ yên tâm mà để ra khoảng tầm 5-7 bộ quần áo thoải mái luôn. Đấy, 5-7 bộ quần áo là thoải mái. Nói chung là một cái túi này các bác cứ mang đi du lịch cho em thì chấm hết rồi. Đấy, hàng sách đi sách lại nhìn rất là oai này. Đó, nhìn rất xịn sò nhá. Đó, túi da luôn. Đấy, quá chất lượng luôn nhá. Có cả dây đeo nhưng mà dây đeo thì em không lắp, nhưng mà thường thường thì những cái con túi da như này thì các bác sách đi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, sách thì nhìn nó sẽ chất hơn. Đấy, chất hơn nhá. Đó, đây. Siêu phẩm quá chất lượng luôn nhá. Giá 130.000 một chiếc thôi. Đó, giá 130.000 chiếc. Con này thì về phần kích thước thì chiều dài của nó sẽ là 50 này, chiều rộng sẽ là 20 và chiều cao sẽ là 30 nhá. Đấy, dài 50, rộng 20 và cao 30. Đó, cực kỳ rộng rãi luôn. Giá thành thì hợp lý, 130.000 một chiếc túi da du lịch nha. Sản phẩm dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Đấy, bác làm hay đau xương khớp này, đau chân tay, đau cổ vai gáy, đau lưng, đau liếc các thứ là dùng rất ok. Con này nó là dạng dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Giá của nó rất hợp lý. Giá sẽ là 40.000, em báo giá nhanh nhá. 40.000. Một cái lọ dầu xoa bóp Hàn Quốc này, các bác lên mã cho em sản phẩm là dầu Hàn Quốc. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Đó, giá sẽ là 40.000 một hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc nha. Đấy, chuyên trị bác nào đau xương khớp, đau đầu gối này, đau vai rồi đau lưng các thứ này. Đấy, dùng rất ok. Dầu Hàn Quốc mùi rất là thơm các bác nhá. Ngoài ra thì bên em có dòng sản phẩm là thuốc xịt xoang mũi nhá. Thuốc xịt xoang mũi thì con này bán quá nhiều rồi, nó 100% từ thảo mộc thiên nhiên. Đấy, khi mà bác nào bị viêm mũi dị ứng các thứ giờ xịt cho em, nói chung là các bác xịt xong cảm giác nó nhẹ người luôn, xịt thông mũi ngăn họng luôn, dùng rất thích nhá, phản hồi dùng rất ok. Giá thì cũng rất hợp lý, các bác lên mã xem cho em là sản phẩm là xịt xoang mũi. Đấy, xịt xoang mũi giá sẽ là 40.000 một cái hộp xịt xoang mũi nha. Đấy, 40.000 một hộp xịt xoang mũi nhá. Đấy, xịt xoang mũi 40.000. Ngoài ra thì bên em có cái dòng sản phẩm là cái hũ cao ngựa. Đấy, bác nào mà hay bị nứt gót chân con trước rồi. Đấy, về bôi cho em. Đó, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Về con này chuyên trị nứt gót. Đấy, nứt nẻ chân tay, nứt gót rồi. Nó là dạng cao ngựa nhá. Đó, nó tạo cái độ ẩm, các bác bôi vào nó rất là nhanh khỏi luôn. Đấy, những cái vết nứt chân chim ở gót kia có thứ là về có bôi cho em. Đấy, giá thành rất hợp lý, 30.000 một hũ cao ngựa nhá. 30.000 một cái hũ cao ngựa như này. Đó, về chuyên trị nứt gót, nứt nẻ chân tay các thứ rồi. Đấy, 30.000 một hũ cao ngựa có nhá. 30.000. Tiêu phẩm vòi xịt bên shop hàng lại tiếp phục về để phục vụ các bác này. Đó, giá thì vẫn rất là bình ổn để phục vụ các bác luôn. 100.000 một bộ có nhá. 100.000 một cái bộ vòi xịt vệ sinh như này. Hàng thì quá là chất lượng luôn này. Inox 304 100% cho em luôn. Nhận hàng thì bác cứ kiểm tra và test 500 cho em thoải mái nhá. Đó, bộ sản phẩm thì đầy đủ sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây là dây chống xoắn nhá, dây dài 1.5 m cho em luôn. Đi kèm thì sẽ có là một tay xịt. Hàng đầy đủ lắm ạ. Đấy, hàng đầy đủ lắm. Một tay xịt này. Đó, một tay xịt nhá. Hàng bóp rất nhẹ nhàng, tình cảm. Đó, bóp rất nhẹ nhàng. Và đi kèm thì sẽ có cả giá đỡ và ốc vít luôn nhá. Đấy, hàng này nói chung là bên em làm cho bác cái siêu phẩm này về thì hàng rất là chu đáo luôn. Đấy, có cả giá đỡ và ốc vít đi kèm luôn này. Đấy, đây. Giá đỡ đây, ốc vít đây. Đó, đi về các bác bắt vào cho em thôi. Bắt vào và các bác cài lên giá là các bác sử dụng nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đó, đây các bác nhìn này, Osaka Japan nhá, rất chất lượng luôn. Đó, bộ siêu phẩm này thì bên shop đang gửi bác một cái giá siêu tốt, giá sẽ là 100.000 bộ nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là vòi xịt vệ sinh. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 100.000 một bộ nhá.
riêng bên shop Tin Hiền luôn, nhà em bao giá thị trường các bác nhá, bao giá thị trường luôn, giá rẻ nhất thị trường, giá chỉ có 100k một bộ. Về là các bác chỉ việc là lắp đặt là bắn cho em cái giá này vào tường, thì đi kèm nó sẽ có cả ốc vít rồi. Đâu, ốc vít lại rơi bố rồi. Đây ốc vít đây. Ốc vít này là ốc vít hàng em là hàng loại 1, ốc vít inox luôn nhá. Đấy, thị trường thì nó bán rất là nhiều, nhưng mà ốc vít của nó là ốc vít kim loại. Thì các bác bắn vào tường ấy, những cái tường nhà vệ sinh ấy nó rất là ẩm ướt nên là rất là hay bị rỉ sét nhá. Nhưng mà riêng như em là làm hẳn cho bác ốc inox luôn, nên các bác yên tâm xài nhá, xài ok luôn, xài vĩnh cửu luôn nhá. Đấy, siêu phẩm bộ vòi xịt này. Đấy, với một cái giá siêu tốt, giá sẽ là 100k một cái bộ sản phẩm như vậy đầy đủ. Đấy, sẽ gồm có là một tay xịt này, một giá đỡ và một dây, dây dài 1,5 m, dây chống xoắn chống rối cho em luôn. Giá chỉ 100.000 bộ nhá. Các bác nhanh tay vào việc này. Số em để phần mô tả tiêu đề video. Đấy, các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em có nhá. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều đã luôn ủng hộ em. Đấy, và quan tâm ủng hộ mua hàng bên em trong thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều nhá. Đó, rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay. Rồi, test thực tế con vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Thì em cũng đang dùng và sử dụng đây. Bóp rất là êm nhá. Đấy, bóp rất êm này, không nhìn này. Đấy, nước ra rất đều luôn nhá. Đó, nước ra rất đều và rất mạnh luôn. Thì em mà không có tăng áp tăng kiếp rồi đâu. Đấy, dùng bình thường đâu các bạn, nhưng mà nước ra rất đều luôn này. Đó, các bác nhìn đến cái vòi, nhìn thấy chất này, dây nhá, dây rất ngon lành, mềm mại ngon lành luôn. Đó, rất chất lượng quá nhá. Đó, có thấy không? Cực kỳ là ngon nhá. Bóp rất êm luôn, nước ra rất là khỏe nhá. Đó. Siêu phẩm mũ dàn di hàng bên shop lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Giá thì vẫn bình ổn, các bác sẽ là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, mũ dàn di về bác đội, con này thì bác nào mà thích sự ngầu ngã quân đội thì có thể tham khảo con này. Nó thì 100% là cốt tông luôn, hàng này hàng loại 1 cực kỳ là chắc chắn, đường khi mũ chỉ rất ngon lành và đội cực kỳ thoáng mát nhá. Đấy, ngoài ra thì cái dòng này nó sẽ có là cái phần chỉnh đầu. Đấy, chỉnh cỡ đầu, nghĩa là các bác ví dụ như là đầu to đầu nhỏ là các bác vẫn đeo thoải mái cho em luôn. Đấy, khâu khóa đầu nha luôn này. Đấy, đường kim mũ chỉ này rất là sắc sảo ngon lành nhá. Đấy, hàng Air Force này, made in USA cho em luôn nhá. Đó, đây các bác nhìn này, USA chữ thêu tay luôn, rất chất lượng nhá, hàng lên form cực kỳ đẹp. Các bác lên mã cho em sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di này em bán nhanh bác luôn, giá thì vẫn như mọi khi thôi, 80.000 một chiếc nhá, 80k một chiếc mũ dàn di này. Mũ dàn di giá sẽ là 80k một chiếc mũ dàn di thôi. Đấy, giá chỉ có 80k, số lượng đợt này về rất là nhiều để phục vụ các bác nhá. Đó, thì em có quay rồi nhưng mà hôm qua là cái dòng đá A đá 5.000 10.000 mà hàng nó chưa kịp về. Đấy, thì chưa kịp quay bác, thì hôm nay thì thôi em lại hàng nó vừa về thì thôi em lấy ra quay luôn cái mẫu mới nhá. Đấy, cái cỡ mới, nhiều bác hỏi là có cái cỡ 5.000 10.000 không. Đấy, thì hôm nay hàng vừa về xong, vừa cập bến xong. Đấy, thì lấy luôn cho bác quay này. Đó, con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 và 10.000 nhá. Đấy, chia sẻ với bác qua về phần thông số độ mịn. Cái thông số này thì các bác tính là, nghĩa là cái thông số càng cao thì độ mịn càng cao. Cái này là cái thăng này, thăng càng cao độ mịn càng cao. Con này là một mặt của nó sẽ là một mặt 10.000, một mặt 5.000. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Dòng này của nó sẽ là dòng hai mặt nhá, đi kèm sẽ có đế cao su. Khi mà các bác mài là các bác để trên phần mặt kính đa hoa, rồi có thể là để nền bê tông, các bác mài nó không bị trơn trượt nhá. Các bác mài dao nó dễ mà nó dễ dàng, nó mài miếc nó ngon ngọt hơn. Đó, đây con này là 5.000 10.000 này, hàng Katashiwa này. Con này thì các bác lên luôn cho em là mã đá A. Đấy, đá A. Con đá A này hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cũng siêu tốt luôn. Đá A bao tiền nhỉ? 140k nhá, 140k một viên. Đấy, 140k một viên đá A nhỉ. Mã cỡ của nó sẽ là 5/10 nhá. Đấy, 5/10. Đó, 5/10. Đá A 140k này, 5.000 10.000 nhá, hàng Katashiwa. Ngoài ra thì có cái cỡ đá là đỡ cỡ 8.000 3.000 này, dòng này cũng hai mặt này. Con này thì mã sẽ là đá B nhá, các bác lên mã cho em sản phẩm đá B. Đá B thì giá của nó sẽ là đi 120k. Đấy, 120k một viên nhá. Con này sẽ là 3.000 8.000. Đấy, 3/8 nhá các bác nhá. Đá B nhá. Lưu ý các bác lưu ý xem là đá B sẽ là 120k 3/8 này. Đó, ngoài ra thì sẽ có là mã đá C. Đấy, đá C sẽ là 5.000 3.000 nhá. Đấy, 5.000 3.000. Toàn bộ thì đều của thương hiệu Katashiwa Made in Japan cho em luôn. Đó, con đá C thì báo giá nhanh luôn nhá. Đá C 100k. Đấy, 100k. Con này sẽ là 3/5 nhá, 3/5. Đó. Đá C này 100k 3/5 này, 3.000 5.000 nhá. Đá B này 3/8 này, 3.000 8.000 này, 120k. Và con đá A
con này độ mịn cao nhất này, 5,000, 10,000, 140k nhá. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy loại nào cũng được. Đấy, bên em sẽ nhặt các bác nhá. Giá thì nó sẽ chênh nhau mỗi loại là 20.000. Đấy. A, B, C chênh nhau mỗi loại 20.000 các bác nhá. Thì hàng lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm tô vít bãi. Tô vít hàng bãi nhá, rất chất lượng, ngon này như này, gửi bác này. Quá chất lượng luôn nhá. Dòng này nó là dòng tô vít hàng bãi. Đây bên em hiện tại đang phân loại ra để nhặt cho bác nhá. Đấy, giá thì hôm nay thì bên em cũng lên một cái mớ, một cái bộ combo của nó sẽ là 7 cây nhá. Đấy, một cái bộ combo đây. Em đã soạn sẵn đây một bộ để gửi mẫu cho bác này. Đấy, thì bác có thể nhìn trực tiếp đây. Một bộ thì bên em sẽ nhặt cho bác là 7 cây, sẽ có là mix các màu, các mẫu khác nhau thì nó bên em sẽ pha lẫn lộn nhá, sẽ có là dẹt, rồi là ba ke, rồi là ngắn dài đủ cả như này. Đấy, một bộ 7 cây như này thì bên em bán nhanh cho bác luôn, bán nhanh luôn nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cái bộ tô vít, cái mớ tô vít 7 cây nhá. Đấy, mớ tô vít 7 cây này, mớ này, mớ vít 7 cây nhá, mớ vít 7 cây đầy đủ lẫn lộn màu như này. Báo giá nhanh bác luôn, em báo giá nhanh nhá. Đấy, các bác lên mã cho cái bộ tô, cái bộ mớ vít 7 cây này, mớ vít 7 cây hàng bãi như này, bán nhanh bác luôn. Giá của nó sẽ là đi 85k nhá, 85k. Đấy, 85k cho một cái mớ vít 7 cây này. Giá chỉ có 85k thôi. Đấy, thì bên em sẽ mix cho bác lẫn lộn các mẫu khác nhau cũng như là to dài ngắn đầy đủ, ba ke dẹt tròn có đủ cả nhá. Đó, thì nó sẽ có là các bộ khác nhau. Các bác lên mã cho là mớ vít 7 cây này. Giá của nó sẽ là 85k. Giá siêu tốt luôn nhá. Giá siêu tốt luôn nên là các bác có thể là tự tin đặt hàng. Đấy, thì bên em sẽ cố gắng là mix cho bác đầy đủ những cái mẫu dẹt tròn, ba ke, cây dài, cây ngắn, đẫn độn và nó hợp lý nhất có thể nhá, để gửi lên tay bác. Rồi, tiếp tục về cái lô điện thoại Nokia 105. Đấy, dòng này của nó sẽ là dòng điện thoại 2 SIM nhá. Đấy, 2 SIM. Nhắc lại bác là con này của nó sẽ là con 2 SIM nhá. Đấy, mã của nó sẽ là Nokia 105 này. Hàng rất là xịn sò, hàng của thương hiệu Nokia, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng chưa qua sử dụng. Hàng thì có đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm, về là các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, về là chỉ việc dùng được các bác nhá. Đầy đủ phụ kiện đi kèm. Dòng điện thoại 2 SIM của Nokia rất chất lượng nha. Đây, một con sản phẩm quá chất lượng luôn, gửi bác nhá. Ở đây thì sẽ cho các bác là một con thân máy chính này, một thân máy chính. Và bên dưới này, đấy thì các bác nhận hàng, các bác dở ra thì sẽ có các phụ kiện, ví dụ như là sạc này, sạc thôi, sạc và pin. Đấy, sạc và pin nhá. Thế thì rất là dễ dùng, về là các bác cậy cái nắp ra cho em. Đấy, các bác cậy cái nắp này ra. Cậy cái nắp này ra, nắp đậy rất chặt quá nhá. Đấy, này cái này em không có móng tay nên là nó cũng hơi khó lách. Đó, con này nó có cả đèn pin luôn nhá, pin trâu sóng khỏe. Đấy, pin trâu sóng khỏe nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 2 SIM nhá, hàng 2 SIM, hàng Nokia nhá, rất chất lượng luôn. Đó, về thì các bác lắp pin cho em. Đấy, lắp pin vào, lắp SIM vào, xong rồi các bác lắp pin vào, thế là các bác bật nguồn lên là các bác dùng thôi. Đấy, bật nguồn giữ lì cho em cái nút đỏ này, giữ lì này. Đó, giữ lì. Đó, máy khởi động nhá. Đấy, các bác nghe cái âm thanh quen thuộc chưa? Đấy, thì vào đầu tiên luôn là các bác chỉnh các chế độ, ví dụ như là ngôn ngữ này, các bác kéo xuống nha, chọn tiếng Việt này. Đấy, xe lét này, rất ok, xong nhá, đầy đủ ngon lành luôn, cài đặt đồng hồ ngày giờ các thứ các kiểu luôn. Đó, đây menu men ủng đầy đủ ngon lành luôn nhá. Máy tính này, rồi là nhật ký cuộc gọi, danh bạ, đồng hồ, đèn pin. Đó, rồi là cài đặt nhạc chuông, nhạc chủng các thứ rồi. Đấy, rất xịn sò, trò chơi cho chiếc, cài đặt âm này. Đó, kiểu chuông này, SIM 1, SIM 2 luôn nhá. Đấy, con nhìn này. Đấy, loa rất to nhá, loa nghe cực kỳ to, rất là đầm luôn. Đó, cái con này em chưa lắp cái nắp và nhìn nó hơi ấy này. Về ở đây nó có một cái lớp màng bảo vệ màn hình, về có bóc ra. Đấy, nhìn thấy nó hơi xước thôi nhưng mà nó có một cái lớp màng nữa cơ. Còn một cái lớp màng nữa, về có bóc cái lớp màng này nhá. Còn đây là phần sạc này. Đấy, đây là phần sạc, còn đây là thân máy chính này. Đó, báo giờ rất ngon lành, màn hình hiển thị rất là to rõ ràng nhá. Giá thì gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là điện thoại 2 SIM. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là điện thoại 2 SIM đi cho nó dễ. Điện thoại 2 SIM này, điện thoại 2 SIM. Đấy, điện thoại 2 SIM. Giá của nó thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, 250.000 một cây nhá. 250k một cây điện thoại 2 SIM này. Bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, 250.000 một cây, bao ship tận nhà. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là cái túi bọc thức ăn nhá. Đấy, cái màng bọc thức ăn. Nhiều bác hỏi lắm nhưng mà nó không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Đây, một bịch này thì giá báo giá nhanh bác luôn. Các bác lên mã sản phẩm là cái bọc thức ăn này,
Một túi này bên em bán giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k một túi. Một túi này hình như của nó sẽ là 100 chiếc, 100 chiếc nhá. Đấy, 100 chiếc tính ra chỉ có vào trăm đồng một chiếc thôi. Đấy. 20k một túi bọc thức ăn này. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm cùng với những cái đồ khác nhá. Đấy, các bác lưu ý là anh em hóa đơn trên 200k sẽ miễn phí ship đây. Cái con này thì cái dòng này của nó là dòng màng bọc thức ăn. Ví dụ như là các bác mua những cái màng kia nhiều khi nó bất tiện thì có thể dùng cái con này. Đấy, và cái con này có thể là tái sử dụng được nhiều lần. Hàng rất là dày, rất là chắn nhá. Và đây nó có phần dây thun này. Đấy, dây thun rất tiện nhá. Là khi mà các bác ăn, ví dụ các bác ăn chưa hết ấy, mà các bác muốn bọc để các bác bảo quản tủ lạnh để bọc cho nó kín đáo thứ ra. Đấy, các bác dùng cái con này xem. Các bác chụp luôn cái phần đĩa nhà mình. Chụp luôn một cái đĩa của cái bát nhà mình, rất ok luôn nhá. Đấy. Một bịch này của nó sẽ là 100 cái này. Đấy, một bịch 100 cái báo giá nhanh các bác luôn. Giá của nó sẽ là 200k. À xin các bác là 20k cho một cái bịch 100 cái nhá. Đấy, 20k một bịch 100 cái. Đây. Em sẽ bác cho bác xem thực tế một cái video này. Từ đây khỏi cần dùng nắp nhựa sắt để đậy thức ăn nữa. Màng bọc thực phẩm túi gấu này rất tiện dụng, không khó xài như những bọc thực phẩm khác. Phải cắt ra, bấm vào giỏ hàng để mua ngay nhé. Từ đây khỏi cần dùng nắp nhựa sắt. Nó không như những cái dòng kia mà các bác có phải cắt các thứ là những cái màng PA, các bác phải cắt các thứ nó lằng nhằng. Như con này là các bác cứ lôi ra là các bác kéo giãn ra cái là chụp vào xong. Đấy, kéo ra cái là chụp vào xong, rất tiện dụng mà giá cực kỳ hạt rẻ thôi. 20k một cái túi bọc thức ăn này các nhá. Đấy, 20.000 túi bọc thức ăn, giá siêu rẻ các bác các nhá. Sản phẩm dao giấy nhá, hàng lại vừa về một cái lô mới này. Đó, sản phẩm dao giấy hàng bãi rất chất lượng luôn. Con này cho anh em sử dụng thợ thuyền, anh em hay làm biển quảng cáo rồi anh em chổ chiếc các thứ rồi. Đấy, hàng rất xịn sò ngon lành nhá. Các bác nghe tiếng này. Tạch 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 luôn. Đấy, hàng thì sẽ lẫn lộn màu khác nhau. Đấy, còn chất lượng thì đều nhau. Con này lõi của nó toàn bộ lõi là lõi kim loại luôn nhá. Lõi kim loại bên ngoài bọc nhựa ABS cao cấp và phần vỏ ngoài thì bọc một lớp cao su, các bác cầm nắm không bị trơn trượt này. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành như này. Giá thì cũng siêu tốt luôn. Các bác lấy lẻ một cái của nó sẽ là 15k. Đấy, combo một cái như này sẽ là 15k này. Còn nếu mà các bác lấy theo combo 5 cái nhá. 5 chiếc. Combo 5 chiếc thì giá nó sẽ tốt hơn. 5 chiếc thì các bác lấy giá nó sẽ là đi 60k nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy 5 chiếc như này, giá nó sẽ là 60k này. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 này. Đó, 5 chiếc. Đây bên em sẽ mix cho bác lẫn lộn màu khác nhau nhá. Đó, 5 chiếc như này. Giá sẽ là 60k. Còn nếu các bác lấy 1 chiếc, giá sẽ là 15k nhá. Tùy nhu cầu thôi nhá. Bộ sản phẩm mỏ hàn thiếc. Mỏ hàn thiếc 907 hàng bên shop lại tiếp tục về này. Con này thì quá là hit hot rồi các bác nhá. Quá hit hot luôn. Đấy, bộ sản phẩm mỏ hàn thiếc này. Đây, bộ sản phẩm thì đầy đủ sẽ có là một mỏ hàn. Đấy, một mỏ hàn như này. Đó, sẽ các bác dùng có thể là điều chỉnh nhiệt độ cho em từ 200 lên đến 450 độ C. Con này đây, phần công suất của nó sẽ là 6W nhé. Điều chỉnh nhiệt độ là 200 đến 450 độ C. Đấy, công sử dụng cho em điện 220. Mã của nó sẽ là mỏ hàn 907. Đấy, mỏ hàn 907 em chỉ cần nói là các bác biết luôn rồi. Chất nhèo rồi. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn, dùng rất ok. Mà giá của nó thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, dây nguồn các thứ đầy đủ cho em luôn nhá. Đó. Con này thì nó sử dụng cái phần mai so sứ nên là các bác hàn nó cực kỳ bền luôn. Đây, phần mai so sứ này. Đấy, hàn rất bền nhá. Riêng mà dòng mai so sứ thì hàn rất bền à. Đấy, nhiệt rất tốt luôn nhá. Từ 400 đến chỉnh nhiệt độ từ 200 đến 450 độ C cho. Đấy, có đây có phần chiết áp chỉnh này. Đó, rất ok. Mạch nhiếc các bác nhìn rõ một luôn nhá. Đấy, không cần phải giấu giếm gì cả. Rất chất lượng luôn. Cực kỳ ok. Và một cái ưu đãi duy nhất chỉ có trên shop Tin Hiền thôi. Đấy, khi mà các bác mua cái mỏ hàn bên nhà shop Tin Hiền thì các bác sẽ được tặng đi kèm sẽ có là một hộp nhựa thông như này. Một hộp nhựa thông. Đấy, một hộp nhựa thông như này các nhá. Một hộp nhựa thông như này. Đi kèm tiếp luôn là một cuộn thiếc nhá, một cuộn thiếc này. Đấy, và tiếp theo thì sẽ có luôn cho bác là một cái giá đỡ nhá, một giá đỡ. Đó đây, một bộ sản phẩm để gửi đến các bác đây, một cái giá siêu tốt, siêu ưu đãi luôn. Giá của nó sẽ là đi bao nhiêu ạ? 150k một bộ nhá. Đấy, các bác lên mã cho sản phẩm là mỏ hàn thiếc. Giá sẽ là 150k một bộ mỏ hàn thiếc nha. Đấy, giá siêu tốt luôn nhá. Các bác cứ đi ra thị trường thoải mái, không ai ta bán rẻ như em đâu, mà lại còn được tặng kèm đầy đủ combo nha. Về là các bác chỉ việc dùng thôi, không còn phải mua thêm gì cả. Đầy đủ có hết rồi. Thiếc nhựa thông giá đỡ đầy đủ luôn. Về là chỉ việc hàn thôi. Giá chỉ có 150k một bộ sản phẩm mỏ hàn thiếc này các nhá. Giá siêu tốt luôn. Tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái cọ xoong nồi các nhá. Cái cọ xoong này là cái dòng sản phẩm thông minh đời mới nhá. Đấy, dòng sản phẩm thông minh đời mới rất là hay này. Đó, một bộ sản phẩm rất chất lượng nha. Đây. Hàng này thì rất là thông minh nhá. Con này thì đây sẽ có một cái phần cọ xoong như này. Đi kèm thì sẽ có một cái phần hũ để các bác đựng dầu, cái dầu rửa bát vào đây. Đấy thì về các bác xoáy nắp này cho em, đổ dầu rửa bát vào đây và các bác đậy nắp vào.
Đấy, xong rồi các bác kiếm một cái dây nữa các bác buộc đây để mà làm cái móc đeo này cũng được, hoặc không thì các bác cứ để không lại được. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổ dầu bát xong thì các bác dùng các bác ấn vào đây nhá. Ấn vào đây. Thì nó sẽ ép hơi xuống thì nó sẽ đẩy cái phần dầu bát ở đây ra. Đẩy dây ra thì các bác lấy cái này các bác cọ trà. Đấy, trà song, trà nồi các thứ nhá. Rất là tiện dụng nhá. Các bác cầm vào đây các bác trà thôi. Nó không bị và chạm vào tay cái thứ là nhiều khi bác cầm những cái phần những cái búi rác này nhiều khi là nó sắc ấy. Đấy, vì nó là bằng kim loại mà rất sắc đấy, chẳng may nó có chạm vào đứt tay đứt chân rất nguy hiểm, thì các bác dùng là cho các bác trà bác cọ này. Đấy, dùng là bác trà bác cọ nhá. Đấy, rất là hay, cực kỳ thông minh luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cọ song. Đấy, bên em bán thì một cái này giá của nó sẽ là 15k nhá, một cái sẽ là 15k. Còn nếu mà các bác lấy 10 cái thì giá của nó sẽ là 120k cho 10 cái. Đấy, nếu mà các bác lấy số lượng nhiều thì giá nó sẽ tốt hơn, 10 cái là 120k. Còn các bác lấy lẻ thì sẽ là 15k một cái cọ song này nhá. 15.000 một cái cọ song rất là hay, rất là thông minh nha. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Đấy, về các bác đổ dầu bát vào nhá, xoáy vào. Đó, sau đó các bác trà, rất là dùng rất tiện nhá. Đó, rất là hay này. Đấy, nhiều khi bác cầm cái búi rác ấy, nó bẩn tay rồi là nó xước sát tay ra. Đấy thì các bác dùng này cho. Rất tiện dụng luôn. Đó. Có thấy không? Rất hay đấy nhá. Cực kỳ là tiện dụng. Đó. Rất tiện dụng nhá. Đó, mà giá cũng rất là hợp lý luôn. Giá chỉ có 15k một cái như này thôi. 15k một cái cọ song, còn nếu mà các bác lấy lẻ thì 10 cái sẽ là 120.000. Đó là cái thảm lau chân nhá. Đấy, hàng tiếp tục về cái lô thảm lau chân. Đợt này nó về những cái hình rất là đẹp luôn này. Đấy, cực kỳ xịn, rất là chất lượng nha. Đấy, dòng sản phẩm thảm lau chân nhá. Đấy, hình rất là ngộ nghĩnh đáng yêu nhá. Để các bác sử dụng các bác để trong gia đình nhà mình này. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ nhiều hình nhá. Đợt này rất nhiều hình. Đó. Hàng này bên em sẽ bốc ngẫu nhiên nhá, không lựa hình. Các bác thông cảm là hàng này không lựa hình vì nó nhiều hình lắm các bạn. Nó quá nhiều hình luôn các bạn. Mỗi cái một loại hình khác nhau. Mỗi cái một loại hình khác nhau. Đây. Lắm hình lắm các bạn. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân nhá. Đấy, thảm lau chân này. Đó, thảm lau chân. Con này thì đây. Con này thì nó là mặt dưới nó là đệm cao su nhá, chống trơn trượt, mặt trên thì dạng bông thấm hút nước cực kỳ tốt luôn. Đấy, thấm hút nước rất tốt nhá. Con này cho bác lau chân lau trước em, rất chất lượng. Con này như này. Đó, các bác lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân. Giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, thảm lau chân này. Thảm lau chân. Giá chỉ có 50k một chiếc nhá. Đấy, 50k một chiếc thảm lau chân này, rất chất lượng. Ngon này, xịn sò của bác này. Đấy, các loại các hình các màu nhá, gửi bác luôn. Rất là đẹp, xịn sò đây này, nó về cái lô này hàng rất đẹp luôn nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 50k một chiếc thôi nhá. 50k một chiếc thảm lau chân nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là một cái rất là hay này. Nó là cái nó gọi là cái nhỏ giọt nhá. Nó cái tưới cây nhỏ giọt, các bác cứ lên mã cho em là cái tưới cây nhỏ giọt này. Đó thì nó sẽ như này, đây đưa một cái đây. Nó có một cái đây, một cái phần đầu như này, cái đầu này các bác cắm xuống đất này. Đó, còn đầu này là cái đầu ra. Đây em đang lắp cái đầu nó đang bị thiếu thì không lắp được thôi. Các bác xem quan xem tạm này nhá. Còn cái phần ren này các bác xoáy vào cái phần cái chai nước ấy. Chai nước thì đây em đang lấy tạm cái chai nước nhỏ thôi. Còn về các bác mà có cái chai lít rưỡi ấy, thì các bác lấy cái chai coca kia to lít rưỡi mà các bác dùng. Con này thì phù hợp mà bác nào ví dụ như là ở chung cư có thứ nào, hoặc là bác nào bận rộn không tưới cây được ấy, thì dùng con này cho em rất là hay. Đây, phần này các bác cắm trực tiếp xuống đất này. Đó, thì nó sẽ giữ đứng cái chai lên. Đó, và cái phần này là cái van chỉnh nước này. Đấy, cái van chỉnh nước thì các bác về các bác chỉnh theo cái chế độ nước các bác muốn nó ra nhiều ra ít thì các bác chỉnh ở đây. Đó, đây này. Các bác nhìn không? Đây đang nhỏ giọt ra này. Đó, nó đang nhỏ giọt các bác nhá. Các bác chỉnh ở đây nhá. Chỉnh cái này. Đấy, các bác chỉnh cái này cho. Đó, muốn ra nhanh, ra nhiều thì các bác chỉnh này. Đấy, ra nhiều này. Ra vừa vừa này. Đấy, chỉnh vừa vừa này. Cái phần chai trên này thì các bác nhớ là các bác phải đục cái lỗ cho em. Thì nước thì nó phải có hơi nó vào thì nó phải đẩy nước được, chứ còn các bác mà cứ thế là các bác cho vào thì không bao giờ nước nó ra được đâu. Đấy, nhớ là phải đục cái lỗ đây, em đục một cái lỗ nhỏ này. Đấy, đục một cái lỗ nhỏ đây thì nước hơi nó sẽ vào và nó sẽ đẩy cái nước nó xuống. Đấy, gọi là cái nhỏ giọt, tưới cây nhỏ giọt nhá. Tưới cây nhỏ giọt này. Giá hiện tại bên em đang bán một cái tưới cây nhỏ giọt này giá sẽ là 10k nhá. Còn nếu mà các bác mua lẻ là phải mua là 3 cái trở lên bên em mới bán nhá, vì giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy. Tưới cây nhỏ giọt này giá sẽ là 10k một chiếc nhá, 10k một chiếc. 10k một chiếc nhá. Còn các bác lấy là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. 3 chiếc trở lên. Đó, 3 chiếc trở lên nhá. Bán lẻ thì là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, dùng thì rất là dễ thôi. Về cho chai nước vào đây.
đục thủng cái chai nước ra. Và cái phần đầu này các bác ra là các bác chỉnh cái nước và xoáy theo cái van của nó ở đấy là xong. Đây các bác em cùng xem thực tế cái video mà ta test cái con sản phẩm đó các nhá. Chào đây. Anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thổng cây, một sản phẩm thông minh đây ạ. Dụng cụ tưới cây nhỏ giọt sẽ giúp anh chị chăm sóc, được cây kề khi cả anh chị bận rộn. Bởi hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh sẽ luôn hoạt động với mức độ vừa phải mà sẽ không khiến cây bị ngập úng. Chào anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thổng cây. Rồi các bác cắm đây. Đấy. Nó rất là dễ dùng đúng không nhá. Về các bác có chai nước các bác xoáy vào thôi. Chai nước thì nói chung là nhà nào cũng có đâu. Đó các bác điều chỉnh cái van đấy. Nhưng mà nhớ là cái chai nước các bác phải đục. Đấy các bác nhìn nó đục chưa. Đấy người ta đục cái phần đít trên cái chai nước ấy. Để cho cái hơi nó xuống thì nó với nước nó chảy vào nhá. Đó rất dễ dùng nhá. Giá sẽ là 10.000 một cái các bác nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy bán ít quá bên em không bán đâu. Bán là phải từ 3 cái cho nên mình giá của nó rất là rẻ rồi. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái con đèn nấm này. Đấy con đèn nấm rất là hay nhá. Đấy thì nó hình sẽ là hình nấm này. Đấy cũng như là hình cỏ cây này. Con này thì nó là dạng đèn ngủ nhưng mà nó thiết kế theo kiểu hình nấm rất là hay. Nó sẽ có phần cảm biến nhá. Đấy phần cảm biến che ở đây. Cảm biến này thì nghĩa là tức là tối thì nó sẽ tự động bật và ban ngày sẽ tự động tắt. Nó gọi là cảm biến tự động. Đó, con này thì bên em đang bán một con đèn nấm này. Giá sẽ là 30.000 một cây. Giá cực kỳ là rẻ gửi bác luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm đèn nấm, giá là 30k. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem con đèn nấm này nhá. Đây các bác cùng xem em test này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp lên điện này. Đó thì đây, em che các phần cảm biến đi nhá các bác nhá. Đây che phần cảm biến này. Đó thấy không? Đó, dùng làm đèn ngủ thì rất ok nhá. Tối sẽ tự động sẽ tắt vào ban ngày này. Đấy các bác bỏ này, tự động sẽ bật này. Đó đây. Đó rất là hay nhá. Đấy dùng làm đèn ngủ rất ok. Ánh sáng của nó vừa phải, nó không phải là sáng quá nhá. Đây cái cảm biến rất nhạy luôn này. Đó cảm biến cực kỳ nhạy nhá. Đó test nếu mà các bác đến lúc các bác nhận hàng các bác test thì các bác cứ ấn tay vào đây. Đó thì nó sẽ gì nhá. Đấy rất là hay, rất là ok nhá. Cho con sản phẩm đèn nấm này cực kỳ là thông minh luôn. Đó. Đó thì các bác mua về làm cái con đèn ngủ thì rất ok. Giá sẽ là 30.000 một con đèn nấm nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô keo đa năng. Đấy. Dòng sản phẩm keo đa năng nhá, dính mọi vật liệu luôn. Keo đa năng mà dính mọi vật liệu luôn. Dính từ A đến Z luôn nhá. Gỗ, hiếc rồi các kiểu sắt, thép, thủy tinh. Các thứ cho em. Một típ này của nó sẽ là 60g này. Đấy. 60g cho một cái típ keo đa năng này. Đấy thì về thì các bác sử dụng để các bác dính mọi chất liệu luôn. Rất là hay nhá. Và các bác lưu ý là các bác dùng xong là các bác phải đậy nắp vào. Đấy, con này thì sử dụng nó cực kỳ là đa năng. Đấy, các bác dính mọi chất liệu. Giá thì hiện tại bên em đang gửi cho bác một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là keo đa năng. Hiện tại bên em đang bán một cái típ 60g như này. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi nhá. 30k, các bác lưu ý là 30k một típ keo đa năng. Keo đa năng, đấy, keo đa năng. Các bác lưu ý là 5 típ bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, 5 típ bao ship. 5 típ sẽ được bao ship nhá. Còn bán lẻ sẽ là 30k một típ. Các bác lấy từ 5 típ trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Một típ này sẽ là 60g. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video mà nó test con sản phẩm nó các nhá. Đây các ơi, các bác cùng xem thực tế cái video mà nó test con sản phẩm nó. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là thực tế về cái con sản phẩm keo dính đa năng. Bên em đang gửi đến các bác nhé. Đấy, dính cực kỳ là ngon luôn, dính rất là chất lượng, một típ là 60g. Giá thì em gửi đến các bác một típ này sẽ là 30k. Các bác lấy từ 5 típ trở lên. Đấy, bên em sẽ bao ship nhá. Lấy 5 típ được bao ship, còn lấy một típ giá lẻ sẽ là 30k, còn 5 típ là 150k. Các bác được bao ship. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em tiếp tục lại về cái lô kéo bếp này. Đấy, kéo bếp vàng các bác nhá, kéo bếp vàng. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kéo bếp vàng nha. Hàng thì là thép SK5 rồi nhá. Đấy, hàng của Nhật. Đây, đấy, toàn chữ Nhật hết này. Đấy, thép SK5 nhá. Thép SK5 chữ dập chìm nguyên thân này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan. Hàng này nói chung là quá là chắc chắn và sắc bén rồi. Đây các bác nhìn này. Hàng cực kỳ sắc bén luôn nhá các bác nhìn này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó thấy không? Cắt rất là ngọt ngào nhá. Đấy, đây. Ngọt như nước luôn nhá. Đấy, nói chung là con này các bác mua về
làm kéo bếp, bếp cắt gà cắt vịt cho em thì chấm hết luôn, cắt thịt cắt hà. Đó, rất ok. Giá thì đợt này giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là kéo bếp vàng này. Kéo bếp hoặc là kéo bếp vàng đều được. Đấy, kéo bếp vàng. Giá sẽ là 50k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho chiên luôn. 40k một con nhá. Đấy, 40.000 trong con kéo bếp vàng này. Đấy, 40.000 một con nhá. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành, chắc chắn xịn sò, ok. Sản phẩm bình xịt nước bên em đang gửi anh nhá. Giá thì sẽ là 50k, một cái bình xịt nước này thì dung tích sẽ là 250ml. Hàng cũng của Kabushi Japan luôn này. Đó, một con bình xịt nước nữa, con này thì bán quá nhiều rồi nhá. Con này thì lực xịt cực kỳ mạnh luôn và ngoài ra thì nó rất là thông minh. Cái phần đầu vòi này này. Đấy, đầu vòi này các có thể là bẻ cong đi. Những cái vị trí mà góc khuất là các bác vẫn thể có thể là xịt được này. Đấy, phần đầu vòi bẻ cong. Tay bóp rất là êm ái ngon lành nhá. Đấy, báo giá luôn, các bác lên mã cho sản phẩm là bình xịt nước. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con bình xịt nước này thôi. Đấy, 50.000 về dùng rất tiện luôn. Bác nào mà ví dụ là sửa chữa máy móc rồi là các bác thợ thuyền. Đấy, rồi bác nào làm máy may chuyên để xịt dầu xịt nước rồi, dùng rất tiện nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục lại về cái lô lọ xịt chuột của Nhật này. Đấy, con này thì đây, một chai của nó đây không nhá. Đấy, một chai của nó như là 500ml không nhá. 500ml cho chai xịt chuột này. Chuyên để đuổi chuột. Đấy, xịt đuổi chuột nhá, xịt đuổi chuột dùng rất là ngon luôn, bán cực kỳ nhiều rồi. Dòng xịt đuổi chuột của Nhật này. Con này thì nó là chế phẩm sinh học nhá, dùng rất an toàn luôn. Đó. Hàng thì vẫn còn nguyên siêu như này. Về các bác bên em sẽ có gửi kèm thêm cái đầu vòi nữa, về các bác tháo ra các bác lắp vào. Đấy, vì bên em để nguyên siêu luôn, tránh tình trạng là gửi đi nó sẽ bị văng ra nhá, nên là bên em sẽ để nguyên siêu này, không bóc vào nhá. Đấy, thì về các bác tự xoáy ra các bác lắp vào thôi, dùng rất là dễ. Đấy, có cả tay xịt đi kèm luôn, thì về các bác cứ xịt cho em, cứ xịt liên tục nhá, cứ xịt liên tục cho em khoảng tầm từ 5 cho đến 7 ngày xịt liên tục. Những cái chỗ nào mà có chuột là các bác xịt liên tục cho em. Đấy, thì chuột nó sẽ sợ cái mùi này và nó sẽ chạy đi, nó không bao giờ nó quay lại đâu nhá. Đấy, xịt đuổi chuột. Giá thì bên em đang gửi đến các bác một cái giá siêu tốt luôn. Đấy, giá thì gửi bác là chỉ có 40k thôi. Đấy, 40k một con chai xịt chuột này. Đấy, giá 40.000 một chai thôi nhá. Đấy, 40k một chai xịt chuột của Nhật nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng một số cái đồ thiết bị điện nước này. Đấy, thì bên em có cái mã vòi nước cũng như là củ chia, là hàng lại tiếp tục về nhá. Hàng vừa về xong rất là nóng hổi để quay luôn các bác này. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn luôn cho bác là cái vòi nước V1 này, báo giá luôn nhá, 60.000 một con. Chất liệu thì là inox 304, hàng thì rất là xịn sò, con này thì bán quá nhiều rồi. Đấy, đây, một con vòi nước V1 này. Gen của nó là gen 21, gen phổ thông nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, vòi nước đóng ngắt thì rất là êm ái, ngon lành. Vòi thì cực kỳ dày nhá, các bác nhìn đường inox này, rất là dày luôn. Đó, đây, gen này, gen rất đẹp. Chữ inox 304 dập chìm luôn trên thân rồi. Đấy, phần chụp này thì rất là hay. Nhà bác nào ví dụ mà có về lắp cái con này vào cái máy giặt ấy, con này nó vào cái chụp máy giặt vừa khít luôn. Đó, đây, tổng quan em đây, rất đẹp luôn nhá. Mà giá thì cực kỳ là phải chăng. Đấy, các bác mua đâu được một cái con vòi nước inox 100% này, giá chỉ có 60.000 nhá. Đó, thì các bác lên mã cho em là vòi nước inox V21 này. Đấy, giá sẽ là 60k một con này nhá. Đóng ngắt cực kỳ êm ái, ngon lành, xịn sò chắc chắn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái củ chia nước này. Củ chia nước này hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 50.000 một củ nhá. 50k cho một sản phẩm củ chia nước nha. Đây, em bóc củ cho bác xem luôn. Đấy, sản phẩm củ chia nước. Con này thì chất liệu cũng là inox 304, nó sẽ có là một đường vào, đấy, và hai đường ra. Đấy, để các bác để chia nước ra. Ví dụ các bác chia ra các nhánh hoặc là các bác lắp trong nhà vệ sinh, một cái lên ấy, một cái vào vòi xịt chẳng hạn. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu về các bác ứng dụng lắp đặt làm sao nó phù hợp. Đây, chất liệu thì là inox 304 cực kỳ dày nhá. Gen là gen 21 này. Con này thì ngoài ra thì nó có một cái phần khóa ở đây nữa, tích hợp một cái khóa đây để khi mà các bác có sửa chữa các bác đóng ngắt ở đây, hoặc là nó giảm áp lực nước nhá. Đấy, giảm áp lực nước rất là hay. Đấy, cực kỳ là thông minh. Giá thì bên em đang bán một cái củ chia nước như này, một đường ra hai này. Giá sẽ là 50k. Các bác cứ lên mã cho em là củ chia nước đi cho nó ngắn gọn nhá. Giá là 50.000 một con, chất liệu là inox 304 luôn nhá. 50k cho một con củ chia nước thôi nhá. Kính lúp bên em này. Sản phẩm kính lúp bên em nhá. Kính lúp này thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có 70.000 chiếc thôi. Kính lúp này thì nó là dòng kính lúp có điện báo nhá. Rất nhiều bác hỏi cái con kính lúp này nhưng mà không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về đây. Kính lúp có điện báo này cô ơi. Đó, rất chất lượng và xịn sò này. Đây, đó. Con sản phẩm rất chất lượng luôn nhá. Đấy, giờ em sẽ đi quay trực tiếp. Hàng kính lúp này thì hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là kính lúp. Kính lúp. Kính lúp này, giá của nó sẽ là 70k. Cái con kính lúp này thì rất là hay. Kính lúp này thì nó sẽ đi kèm luôn cho bác là cả cái đèn trợ sáng luôn. Ngoài ra có một cái kính phụ đi kèm, một kính chính, một kính phụ này. Hàng nhìn rất rõ ràng, ngon lành thôi nhá. Đó, đây, các bác đợi chút để em lấy nét bác xem.
Đấy, có nhìn này, hàng nhìn rõ một một luôn nhá. Đấy, cực kỳ rõ ràng ngon lành luôn. Đấy, có thấy không? Đó, ấy có thấy không? À, cực kỳ là to rõ ràng nhá. Đấy, cực kỳ to rõ ràng, rất là ngon lành, xịn sò. Gửi bác luôn này, đấy có thấy không? Đây em để rất xa nhá, em bỏ ra này. Đấy có thấy không? Nhìn rất là khó nhìn nhá. Kính đúp dí vào phát này, đấy, cực kỳ rõ ràng luôn. Con này nó có cái đèn trợ sáng rất là hay đây nhá. Thì về các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp ra các bác gài cho em mấy cục pin vào đây. Đấy, hàng này bên em chỉ bán nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Các bác lưu ý là không có kèm pin. Về các bác muốn có cái đèn trợ sáng này thì các bác lắp pin vào đây. Và đậy cái nắp này vào, quay lại bật cái công tắc lên thì nó sẽ có đèn trợ sáng ở đây. Đấy, thì các bác có thể là soi dời tối các thứ thoải mái cho em luôn. Đó, kính thì soi rất là rõ ràng ngon lành rồi. Đó đấy không? Rất là rõ ràng, ngon lành. Mà giá cũng cực kỳ hạt rẻ luôn. Giá chỉ có 70.000 một con kính lúp này thôi con nhá. Bài sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là dây sạc đa năng cũng như là ổ điện xanh U3 có tích hợp cổng USB thôi nhá. Đây, một con sản phẩm ổ điện xanh U3, hàng rất chất lượng luôn. Hàng này của nó là hàng xuất Thái luôn nhá. Đấy, hàng Thái xuất luôn. Đấy, rất chất lượng một con ổ điện như này. Đây. Tổng quan đây, rất đẹp luôn nhá con nhá. Đó. Con này thì sẽ gồm có là 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm. À, 3 cổng USB. Đấy, tích hợp sẽ 3 cổng USB. 3 cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại các thứ, rồi các bác cắm những thiết bị USB. Và ngoài ra thì sẽ có là một đèn báo đây. Và bên trên này là công tắc an toàn. Đấy, dùng các bác bật lên, không dùng nó tắt đi, rất an toàn nhá. Chân đồng các thứ này sáng choang luôn này. Đó. Dây nguồn này cũng nhá, dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Hàng thì chất liệu là nhựa cao cấp chống cháy, cực kỳ ngon lành xịn sò. Đấy, giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho em là ổ điện U3 nhá. Đấy, ổ điện U3 hoặc là ổ xanh được. Nói chung là các bác cứ lên mã cho em là ổ điện xanh U3. Giá thì tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt, 70k một chiếc này các bác nhá. 70k trong chiếc ổ điện U3 này. Đấy, có cả cổng cắm điện, cả cổng USB. Đó, rồi là cả công tắc bật tắt nguồn rất an toàn và tích hợp đèn báo, rất ok nhá. 70k một con ổ điện U3 này. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho các bác là cái dòng dây sạc đa năng nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng. Đây, dòng sản phẩm dây sạc đa năng thì rất là ok rồi, bán cực kỳ nhiều luôn. Đó. Một cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng ưng ý nhất từ xưa rồi bên em bán đây. Dòng này thì của nó thì cái ưu điểm của nó là dòng bọc cáp nhá. Đấy, bọc cáp thì riêng cái dòng bọc cáp này thì siêu bền. Đấy, siêu bền và không bao giờ bị gập gãy nhá. Nó không như những cái dòng kia là các bác dùng rất hay gập gãy, như con này thì các bác nhìn cái phần đầu này, rồi những cái phần cáp này. Đấy, nó làm rất chi tiết tỉ mỉ, rất đẹp luôn. Cổng vào, chân vào sẽ là cổng USB nhá. Đấy, và đầu ra sẽ cho các bác là 3 cổng, một cổng Type-C, một cổng micro và một cổng Lightning. Đấy, tức là các bác có thể là sạc cho Samsung đời cũ đời mới và sạc cho cả iPhone này. Đấy, đây là chân iPhone này. Đây là chân Samsung đời mới này. Đây là chân Samsung đời cũ này. Đấy, tích hợp cả 3 cổng luôn để các bác cắm đa năng các loại điện thoại nhá. Đấy, thì đi kèm thì các bác có thể là mua kèm về để các bác cắm cùng luôn với cái ổ này. Đấy, cắm mua cùng về các bác cắm cùng luôn với cái ổ này cho em. Đó, đây. Cắm cùng luôn với cái ổ này cho em. Đấy, để các bác có thể là vừa cắm điện vào đây và ngoài ra các bác có thể là sạc cho điện thoại các thứ, rất ok luôn. Đó. Một cái combo này thì nếu mà các bác mua lẻ dây sạc, đấy mua lẻ dây sạc này thì hiện tại bên em đang bán một cái chiếc dây sạc này. Các bác lên mã cho em là dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu này. Ba đầu, giá của nó sẽ là 30k. Đấy, 30k nhá. 30k một dây sạc ba đầu này. Đấy, đây là các bác mua lẻ dây sạc, còn nếu mà các bác mua lẻ ổ điện U3 như này thì giá sẽ là 70k, còn nếu mà các bác lấy cả combo thì giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lấy cả combo được, các bác mua lẻ, mua lẻ lấy cả combo đều được hết các bác nhá. Bên em bán lẻ cũng có, bán cả combo cũng có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được ít cái dòng, đó là cái dòng kéo cành. Đấy, kéo cắt cành nhá. Con này thì các bác cứ lên mã luôn cho em là kéo cành hộp kính nhá. Đấy, kéo cành, kéo kính cũng được, kéo kính cho nó ngắn gọn nhá. Kéo kính, kéo cành hộp kính, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k một chiếc, con này là trong Tết đang bán giá là đi 101 sao ấy, nhưng mà nó bị chững hàng, không có hàng về. Đấy, đi hôm nay về một cái lô hàng rất là ngon và giá cũng rất là tốt, gửi các bác luôn. Hàng nội địa Nhật nhá, rất là xịn sò. Đó, rất chất lượng luôn. Đây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em bóc hộp cho xem. Hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng. Đó, một con kéo quá đẹp, có chất lượng này. Đấy. Chất thép thì nó là thép SK5 nhá. Đấy, thép SK5. Cực kỳ là dày dẫn, sắc bén, ngon lành luôn. Đó, và cái con này nó có mấy rất hay là phần khóa này. Đấy, khóa thì các bác cũng đẩy vào như khóa thường, còn nếu mà các bác muốn mở khóa các bóp vào treo này, bóp này, các bác nhìn cái khóa nó sẽ nhảy này. Đấy, khóa nó sẽ nhảy và tự động nó sẽ mở ra, tự động nó sẽ há ra. Lò xo đẩy thì rất là êm tay.
tay cầm nó tráng một cái lớp cao su này, các bác bóp thì không bao giờ bấm cành, không bao giờ nó bị đau tay, rất là êm luôn, rất là ngon lành nhá, chắc chắn. Đó, bóp khóa tự động luôn. Nói chung là người Nhật người ta thiết kế những thiết kế rất là thông minh, hàng nội địa Nhật nhá. Đây có nhìn này, chữ Nhật loang loáng này, đấy hàng nội địa Nhật. Giá thì gửi cho bác một cái giá siêu tốt rồi, giá chỉ có 70.000 một cây thôi. Đấy, giá chỉ có 70.000 cho một cái cây kéo cành hộp kính này. Đấy, giá chỉ có 70.000 một cây, siêu sắc bén. Đây em sẽ test thực tế cho bác xem về cái dòng sản phẩm cái con kéo kính nhá các bác nhá. Đấy, để các bác xem thực tế này. Đấy các bác, nó đang khóa này, các bác bóp này, đấy tự động mở nhá, rất là hay. Đấy, con này các bác bấm những cái cành nhỏ thì nói chung là quá là ok rồi. Đấy, đây bấm những cành nhỏ này cực kỳ ngọt ngào luôn nhá, đó rất là ngọt luôn. Ngoài ra thì những cái cành to này, cành này rất to này, các bác nhìn này, em bấm này ngọt lẻo luôn các bác nhá. Đây đường đi rất mịn này, đấy, cái đường kéo rất mịn nhá, đấy, đường kéo rất mịn luôn. Đó, đầu mặt này, đấy, đầu mặt này bấm phát đi luôn này, rất ngọt luôn nhá. Đấy, đây cực kỳ sắc bén nhá, bấm ngọt sớt luôn, mặt bằng phẳng luôn này. Đó, rồi là các bác bấm những cành tỉa này, đó rất ngon luôn nhá. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Giá thì siêu tốt, các bác mua đâu được một cái con kéo cành mà giá bên em gửi bác một cái giá siêu tốt nha. Giá chỉ có 70.000 một cây thôi các bác nhá. Các bác lên mã cho em là kéo kính hoặc là kéo cành hộp kính. Giá sẽ là 70.000 một chiếc, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp các nhá. Đấy, bài tháp đỏ này. Các bác cứ lên mã cho em là mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ. Mũi khoan tháp này. Con này thì cứ lên mã cho là mũi khoan tháp đỏ nhá. Giá của nó siêu tốt luôn. 180.000 bộ nhá. 180.000 một bộ mũi khoan tháp đỏ nha. Đấy, một bộ mũi khoan tháp đỏ. Hàng này là hàng mới. Hàng mới, trước thì mình em hay bán cái bộ 5 mũi thì là nó về thêm cái lô nữa. Đấy, bộ này của nó thì một bộ này sẽ là 6 mũi nhá. 6 mũi nha anh em. Đầy đủ ngon lành luôn này. Đấy, sẽ đầu tiên sẽ gồm có là 3 mũi taro ren. 3 mũi taro ren. 3 mũi taro cho anh em taro ren này. Tiếp theo thì sẽ là 3 mũi khoan tháp nhá, đầy đủ các kích cỡ luôn, từ to nhỏ. Đấy, từ to nhỏ này. Từ 4 đến 20 này, từ con này là từ 4 cho đến 32 này và từ 4 cho đến 12. Các kích cỡ cho anh em khoan đa di năng luôn, anh em sử dụng gia đình cho anh em sử dụng thợ tuyển. Đấy, rồi là anh em dùng gia đình cho em rất ok luôn. Một cái giá siêu tốt của anh em. Đấy, các bác cứ lên mã cho là bộ mũi khoan tháp đỏ 5 mũi đựng trong hộp như này. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 một bộ anh em nhá. Mũi khoan tháp đỏ nhá. Nhớ mã cho em là mũi khoan tháp đỏ, tránh tình trạng nó nhầm sang cái bộ kia. Đấy, bộ kia là bộ 5 mũi, còn bộ này là bộ 6 mũi. Bộ này sẽ là 180, còn bộ 5 mũi thì hiện tại bên em đang bán giá 230. Bộ 5 mũi thì nó sẽ nhiều kích cỡ hơn. Đấy, còn bộ này thì nó nhiều mũi hơn, tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy, còn bộ mũi khoan tháp đỏ này đang giá sẽ là 180.000 bộ này. Hàng rất xịn sò. Hàng này nó là dạng thép gió nhá, thép gió HSS phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt, sắc bén ngon lành. Nhiều bác hỏi là có khoan được sắt vi inox có thứ không? Dòng này khoan hết luôn nhá, khoan đa năng luôn, khoan các kiểu luôn, nhựa nhức, khoan tất cho em luôn nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop này tiếp tục về cái lô bộ dao Nhật này. Đấy, bộ dao Nhật 6 món nhá, bộ dao Nhật 6 món, hàng rất xịn sò ngon lành này. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em sẽ đập hộp cho bác xem một bộ nhá. Hàng rất chất lượng, xịn sò ngon lành. Và đây thì đầu tiên sẽ có cho bác là một cái giá đỡ. Một cái giá đỡ để các bác để dao này. Đấy, một cái giá đỡ. Thật đẹp nhá. Đó, một cái giá đỡ này. Chào mừng các bác ơi, quá đẹp luôn nhá. Đó, một con giá đỡ rất là xịn sò như này. Các bác về các bác để dao dựa thứ vào đây cho em. Đó, và dao đi kèm nhá, dao đi kèm. Dao đi kèm thì có các loại dao luôn, đầy đủ để phục vụ các bác trong cái gian bếp của mình nhá. Đầu tiên là một cây kéo này. Đấy, một cây kéo để chứa bác cắt thức ăn các thứ này. Đấy, bật bia luôn nhá các bác nhá. Kéo đấy các bác cắt đây cho em. Rồi tiếp theo thì là một cái liếc mà, một con liếc mà này. Đấy, một con liếc mà rất đẹp luôn. Đấy, dao nhụt các bác lôi vào các bác liếc qua cho cái là xong. Một con dao thái này, con dao thái nhá, chuyên để lọc với thái này. Hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân này. Đấy, cực kỳ sắc bén, rất ngọt ngào nhá. Asaka Japan, con này chuyên lọc thái này. Đấy. Con này là cái con thái bản to nhá, con thái bản to. Đấy, hàng cũng Asaka Japan chữ đập chì này. Đấy, con này là thái bản to này. Thái bản to. Tiếp theo thì là cái con xịt này. À, con chặt này. Con này chặt nhẹ quá nhá, chặt nhẹ. Đó, hàng Asaka Japan. Đó, tay cầm cán đúc lên chân luôn. Một bộ sản phẩm đẹp như này. Đấy, gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Rồi cùng ngắm lại bộ dao này. Quá đẹp, quá xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng, cực kỳ sắc bén và ngon lành.
Giá thì em gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Bác lên mã cho em là sản phẩm là bộ dao 6 món nhá. Bộ dao 6 món này. Giá của nó sẽ là 250k, bên em bao ship tận nhà luôn. 250.000 một bộ dao 6 món, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, các bác có thể là mua về sử dụng hoặc là biếu tặng hoặc là làm quà. Đấy, bộ dao Nhật nhá, rất chất lượng nhá. 6 món 250.000 bộ bao ship luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái sản phẩm rất là hay ho và cực kỳ hữu ích này. Đó, đó là cái con sản phẩm cưa dây. Các bác cứ lên mã cho sản phẩm là cưa dây nhá, em báo giá trước luôn để các bác nắm được tình hình luôn này. Giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc cưa dây nhá. Đấy, giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bằng bát phở thôi nhá. Các bác cứ mua cho em mấy cái vậy được. Cho anh em nào đi làm công trình này, rồi bác nào mà hay đi cưa những cái cành nhỏ này. Đấy, rồi các bác có thể sử dụng gia đình cho em. Nhiều khi là ví dụ như là những cái ống nước ở trong góc khuất các bác không thể lách máy vào các bác cưa được cho em, thì các bác dùng con này cho em, nó gọi là cưa dây nhá. Đấy, nó là chất thép không gỉ. Và đây nó có những cái phần mắt cưa này. Đấy, nó có những cái phần mắt cưa đây này. Đấy, có những phần mắt cưa đây, cưa cực kỳ hay luôn. Ở hai cái phần tay này nó sẽ có hai cái khuy nha, để các bác cầm các bác cưa. Đấy, các bác kéo các bác cưa. Đó, rất ok luôn nhá. Đấy, nó dài thì nó dài, con này nó dài khoảng tầm là đi nó khoảng tầm 40 cm. Tổng chiều dài nó khoảng tầm 40 cm. Đấy, 40 cm cho một cái con cưa dây nha. Đấy, giá siêu tốt luôn. Giá sẽ là 30.000 một chiếc cưa dây nhá. Đấy, giá 30.000 một chiếc cưa dây đây, em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video này. Đây. Máy cắt đó. Kéo như này thì đấy, trong những cái phần góc khuất mà các bác không thể lách kéo là lách máy các bác cắt được thì các bác chỉ có dùng con này cho em thôi, cực kỳ hợp lý luôn. Mà lại cực nhỏ gọn, nên nó sẽ là cứu cánh trong rất nhiều trường hợp đấy các bạn. Đấy, có thấy không, cắt rất ngọt ngào nhá. Đấy, đây ống nước này, những cái phần góc khuất này thì máy không bao giờ vào được, chỉ có những dòng cưa dây này thì máy thì nó mới vào được thôi. Cưa cực kỳ ngọt ngào đấy nhá. Rồi là thậm chí các bác có thể cưa cây, cưa kiếc thoải mái cho luôn, cưa ống nước, cưa cây, cưa gỗ kiếc các thứ là ok luôn nhá. Gặp những ca như này thì chỉ có bó tay thôi. Thì em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Giá cực rẻ mà lại cực nhỏ gọn. Nhưng em nó sẽ là cứu cánh trong rất nhiều trường hợp đấy các bạn. Đấy, rất hay nhá, cực kỳ thông minh luôn. Đó, rất tiện dụng. Mà giá thì siêu hạt rẻ rồi, giá được 30.000 một chiếc thôi. Mà các bác nói chung là được việc, rất nhiều việc luôn. Đấy, cưa cây kiếc cho em luôn này. Đấy, cưa cây gỗ luôn này. Đấy, cưa cây gỗ, cây giấc các kiểu luôn nhá. Đấy, cực kỳ đa năng. Đó. Đấy, cưa gỗ luôn này. Đó, rất tiện dụng nhá. Đó, giá thì chỉ có 30.000 một chiếc nữa nhá. 30k một chiếc cưa dây này. Đấy, 30.000, các bác cứ lên mã sản phẩm là cưa dây, giá sẽ là 30.000 một chiếc. Là một cái con sản phẩm rất hay, đó là cái nắp cống chắn mùi. Con này thì chất liệu của nó toàn bộ sẽ là bằng đồng thau nhá. Đấy, riêng nó về đồng thau thì bác yên tâm về độ bền rồi. Đấy, nó gọi là vĩnh cửu luôn. Con này nó có một cái thiết kế thông minh. Đấy, nó như kiểu là một cái dạng lập là này. Đấy, khi mà các bác lắp vào cái phần nắp cống nhà mình ấy, ví dụ như là cống nhà tắm cái thứ đó, đấy thì cái phần nước nó sẽ trôi xuống này. Bác nhìn này, đấy nước nó sẽ chảy xuống thì nó sẽ đẩy lẫy này xuống, đẩy lẫy này xuống thì nước nó sẽ thoát xuống bình thường. Còn khi mà không có nước này, các nhìn này, khi mà không có nước, đấy, tự động này nó sẽ bật lên nhá, đấy, tự động sẽ bật lên như này, nó sẽ đóng kín vào. Khi mà cái mùi cống các thứ rồi nhà mình nó sẽ không bị bốc lên. Đấy, cái phần gioăng này sẽ là gioăng cao su này. Dòng này thì nó là dòng nắp cống phổ thông nên là về các bác lắp vào cái phần nắp cống nhà mình là rất là vừa vặn luôn, đấy, cực kỳ vừa vặn nhá. Đây, đấy, các nhìn cái lập là này, đó, khi mà có nước xuống nó bắt đầu nó đẩy xuống nhá, đó, đồng thau luôn nhá. Đồng thau nguyên khối luôn, cực kỳ bền bỉ. Ở đây nó cũng có cả cái phần móc để khi mà các bác kéo lên là các bác có thể kéo dễ dàng lên này. Đấy, thao tác rất dễ dàng, có gioăng cao su luôn nhá. Đấy, gioăng cao su rất bền bỉ, ngon lành luôn. Giá siêu tốt của bác luôn nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm nắp cống đồng. Nắp cống đồng này. Giá này của nó thì giá sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Đấy, nắp cống đồng, giá sẽ là 60k một chiếc nắp cống đồng nha. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video này. Cái con sản phẩm này thì hiện tại bên đang rất là hot luôn, cực kỳ hot nhá, và dùng rất là hay. Đấy, các bác đợi chút em mở cho bác xem một cái video nhá. Đây các bác cùng xem thực tế này. Mùi hay côn trùng bay lên từ nắp thoát nước nhà tắm, nhà vệ sinh gây ra những mùi hôi khó chịu mà chưa biết đến sản phẩm này là quá thiệt. Đấy, các bác thấy không? Ngăn mùi hôi côn trùng của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để giải quyết các vấn đề về mùi hôi và côn trùng bay lên từ cống thoát nước trong nhà của bạn.
Với thiết kế độc đáo, sản phẩm của chúng tôi giúp ngăn ngừa mùi hôi và côn trùng xâm nhập vào nhà bạn, mang đến một không gian sống trong lành và thoáng mát, được làm bằng chất liệu đồng nguyên khối. Sản phẩm của chúng tôi có độ bền cao và có thể sử dụng trong thời gian dài mà không lo bị rỉ sét. Với việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ không còn phải lo lắng về mùi hôi khó chịu hay sự xâm nhập của côn trùng trong nhà mình nữa. Bạn có thể yên tâm tận hưởng không gian sống thoải mái và trong lành với sản phẩm nắp thoát nước ngăn mùi hôi côn trùng của chúng tôi. Với những tính năng độc đáo và tiện ích của sản phẩm, chúng tôi tin rằng nắp thoát nước ngăn mùi hôi côn trùng sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giải quyết các vấn đề về nước, mùi hôi và côn trùng. Vậy các bác vào phần mua hàng để biết thêm thông tin và chương trình khuyến mãi bên em. Đây là thực tế về con sản phẩm, cái con nắp cống chống mùi nhá. Đấy, nó rất là hay luôn. Nó thiết kế cực kỳ thông minh nhá. Đấy, nó có phần lập là này. Nước chảy bình thường, khi mà nước không chảy nữa thì tự động sẽ đóng lên. Đấy, nó sẽ ngăn chặn mùi cũng như là côn trùng xâm nhập vào qua cái đường cống nước nhá. Giá thì cũng siêu tốt luôn. Giá chỉ có 60.000 một chiếc nắp cống đồng thôi. Đấy, các bác nhớ mã giúp em là nắp cống đồng nhá. Vì em có hai mã nắp cống cơ. Đấy thì nhớ mã giúp em là nắp cống đồng, giá sẽ là 60.000 một chiếc này. Con sản phẩm rất là hot hit này. Đấy, một con sản phẩm vòi đôi. Các bác cứ lên mã sản phẩm là vòi đôi nhá. Con này thì quá chất lượng rồi. Inox 304, hàng dày cộp luôn các bác nhá. Đó, inox 304 100%. Nhận hàng các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Đấy, inox 304 cho em nhá, rất chất lượng. Con này sẽ gồm có là một đường vào và hai đường ra cho em. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen ngoài, gen 21 cho em. Đấy, cực kỳ chất lượng. Về ví dụ là các bác có thể là chia đường nước các thứ rồi, rất ok luôn. Các bác lên mã sản phẩm là vòi đôi các nhá. Vòi đôi. Đấy, vòi đôi cho dễ đi, tránh đi chạm nó nhầm sang những cái vòi khác vì bên em rất là lắm mã vòi. Vòi đôi này. Đấy, vòi đôi. Giá của nó thì báo giá nhanh bác luôn. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. Đấy, 80k một chiếc vòi đôi nha. Về bác lắp đặt để bác chế cháo chia đường nước, ví dụ như là nó có sẵn cái chụp này, ví dụ một đường các bác cho máy giặt chẳng hạn này. Đấy, rồi một đường các bác hoặc là các bác mang ra lắp vào những cái chỗ như vườn tưới cây, các bác lắp vào cái đường ống nước nhà mình. Tưới cây được kiếp còn một đường ra để rửa tay rửa chân, thứ rất tiện dụng luôn. Đấy, bộ sản phẩm vòi đôi inox 304 nhá, một tay gạt này còn một tay xoáy này. Đó. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem nhá. Giá siêu tốt luôn, siêu hợp lý luôn nhá. Đấy, vòi đôi, giá sẽ là 80.000 một chiếc vòi đôi này các nhá. Đấy, 80k một chiếc, hàng mới nguyên hộp luôn này. Đây nhá các bác, đây. Đó, đây em test thực tế này, quay thực tế này. Đấy, thấy không? Hai đường nhá. Đó, hai đường ra cùng một lúc được này. Đấy, rất tiện dụng luôn. Khóa kiếc sấy rất êm ái ngon lành nhá. Đấy, tay gạt rất nhẹ nhàng êm ái ngon lành. Inox 304 cho em luôn. Đó, nước ra rất mạnh nhá. Đó đây. Rất ok luôn. Về các bác xoáy vào cái cút gen 21 cho em là xong. Rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Giá thì cũng rất là hợp lý, 80.000 một chiếc thôi nhá. Mà cũng lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái khay đá silicone. Đấy, khay đá silicone. Khay đá silicone này, hàng rất chất lượng luôn nhá. Con này dùng rất là hay. Đấy. Các bác những cái dòng khay đá thông thường là các bác dùng nó rất là bực. Đấy, là các bác cứ phải bẻ há này. Các bác cầm bẻ há dây vỗ viết các thứ à, mà mãi đá không ra vì nó dính rất chắc. Nhưng con này nó là cái phần chân, nó cái phần chân đế này toàn bộ sẽ là chân silicone. Khi mà bác lấy đá này các bác nhìn này, ấn vào cho em, đá tự động đẩy luôn. Dùng vô cùng hay luôn. Đấy. Sau khi mà anh em biết đến cái sản phẩm này là ví dụ như là những cái dòng sản phẩm là khay đá truyền thống là em đáp hết luôn, vứt hết đi. Vì nó dùng rất là khó chịu nhưng con này dùng rất ok. Đấy, dùng rất ok đây. Sản phẩm thực tế anh em đây. Vừa lôi tủ lạnh ra luôn này. Đấy. Vợ em vừa đưa cho để lôi ra tủ lạnh ra luôn này. Các bác nhìn này, đá nó cứng đơ nhá. Đây em lấy bác xem này. Đấy con này này. Đấy các bác nhìn này, bóp cái nó lên luôn nhá. Đây. Bóp nhẹ cái này. Đấy, bóp nhẹ cái phần chân nhá. Các bác cứ bóp nhẹ phần chân em nó lên luôn nhá. Nó rất là dễ dùng thôi. Đấy đây. Thao tác cực kỳ là tiện lợi. Đó đây. Đấy. Nghĩa là các bác cứ bóp cho em 10 viên ra cả 10 viên luôn này. Đấy, dùng rất ok. Rất là dễ dàng lấy ra thôi. Đấy, cứ bóp đẩy lên cho em là sẽ ra đây, các bác nhìn này. Nó sẽ nhún nhún này, cái phần silicone sẽ nhún nhún này. Dùng rất là hay nhá. Giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã sản phẩm vào cái con khay đá silicone nhá. Khay đá silicone. Đấy, khay đá silicone này. Khay đá silicone. Đấy, silicone. Giá của nó thì siêu tốt luôn. 20k một chiếc nhá. 20k một chiếc một khay này của nó sẽ là 24 6, 8, 10, 12, 14 viên nhá. 14 viên một khay đá silicone nha. Đó, dùng rất ok nhá. Rất tiện lợi, ngon này. Dùng cực kỳ thông minh luôn. Bóp bóp vài cái này, đá tự động đẩy lên nhá. Không phải bị há biếc rồi các bác, không phải vỗ biếc rồi mang ra dúng nước cho nó bong chân các thứ rồi. Đấy, dùng rất là thông minh nhá. Đi kèm có cả nắp đậy luôn này. Đấy, có cả nắp đậy đi kèm luôn. Rất ok nhá. Giá siêu tốt luôn, 20k một chiếc.